yêu rồi lên Facebook rồi. Rồi còn có câu hỏi mà thôi có lần sau con hỏi cho thầy. À, không sao, để thầy lên Facebook coi, thầy chỉnh lại. Không phải pháp kinh Pháp Hoa chứ không phải kinh Pháp Cú. Anh Trí Dũng hỏi cái chi? Dạ con có cái quyển mà của sư ông mà mỗi ngày có thứ hai thứ ba thứ tư thứ mỗi ngày hai thời thứ thầy thứ con có tụng được một tuần nhưng mà con tụng ngày thứ bảy con thấy cái nhiều cái chú con thấy là giống như là mình có cần thức ăn hay là gì không thưa thầy, nhưng mà tại vì À, cái đó là mình tụng ở nhà ở chùa. Tại tại vì cái cơ may là sư thầy sư bỏ trong cái gift box sư thầy có tặng con một cuốn nên thành ra là Cái đó mình lát mình sẽ dạy thầy giải quyết cho. Rồi mời đại chúng bây giờ ngồi chơi với nhau, thở với nhau một tí rồi mình học hả? Mình là chúng mình trở về với hơi thở. Ngày ba tiếng chuông mình thở.
Đây, cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2020. Chúng ta đang ở Phật học đường Kim Cương, Hawaii. Hôm nay mình sẽ học tiếp về kinh Pháp Hoa. Mình học phần tinh yếu của kinh. Cố nhiên là kinh Pháp Hoa là giống như là một dòng sông lớn trong cái văn học Đại Thừa. Do vậy cho nên chúng ta học nó rất là nhiều cái yếu tố trong đó, rất là nhiều cái chi tiết trong đó. Và cho nên vì vậy cho nên chúng ta chỉ học cái phần tinh yếu thôi. Tinh yếu có nghĩa là chúng ta học cái phần mà vì nào chưa tắt microphone, tắt dùng không nữa nó bị nhiều. Thưa thầy ạ. Tại vì các vị mà vô sau thì thầy không có thấy. Tại vì thầy thấy chỉ có bốn người, ba bốn người nó nằm trên này thôi. Cho nên các vị cứ cứ ngồi, cảm giác cũng giống như đang ngồi trong chánh điện. Thầy nói tiếp. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta chỉ học cái phần tinh yếu thôi. Có nghĩa rằng là chúng ta tìm hiểu, coi thử có những cái pháp môn nào trong đó có thể học được. Mình có thể ứng dụng trong đời sống của mình. Và tuần rồi thì chúng ta đã học phẩm số 7, tức là phẩm thọ ký. Phải không? Phẩm số 7 thọ ký phải không? Dạ, phẩm thân số 7 là hóa thành dụ. Và trong cái phẩm hóa thành dụ thì chúng ta cũng thấy cái tình, chúng ta cũng chứng kiến những các vị đệ tử của Đức Thế Tôn cũng được thọ ký. Và cứ rải rác từ đây cho tới hết kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy những cái tình trạng thọ ký rất là nhiều. Và chuyện này là chúng ta đừng có ngạc nhiên. Tại vì tất cả chúng ta đều, trên cơ bản thì chúng ta đều thành Phật cả, nếu mà chúng ta làm ăn cho nó đàng hoàng. Cái ngày mà năm cuối cuối mùa đông năm 2005, có một cái giới đàn ở bên Pháp. Lúc đó thầy mới có 20 mấy tuổi thôi, rất là trẻ. Hình như là thầy là một vị giáo thọ trẻ nhất trong cái thời điểm đó. Sau khi mà thầy trình bày cái bài kệ kiến giải, tức là trình bày cái thấy của mình trong cái thời điểm đó cho sư ông làng Mai, thì ông cụ tiếp nhận bài kệ rồi ông cụ mới làm lại một bài kệ khác gọi là bài kệ truyền đăng. Thì trong cái bài kệ truyền đăng á, thì cụ mới gửi gắm những cái thông tin, những cái gửi gắm cho học trò. Và tất nhiên là khi mà bắt đầu mà sư ông đã thắp cái đèn, từ cái đèn tổ qua cái đèn nhỏ của thầy, và thầy đi qua một cái pháp tòa bên cạnh sư ông, tức là ngồi đối diện với sư ông, bên này là một pháp tòa, bên đây một pháp tòa. Các vị tăng giáo thọ, tức là những cái vị mà giảng sư, còn là giáo thọ tức là người đi dạy đạo, thì sẽ ngồi một bên. Sau khi mà làm xong thủ tục thì đi qua bên kia. Thì khi đó thì sư ông đứng lên. Sư ông không có ngồi nữa. Sư ông đứng lên và sư ông bước xuống pháp tòa. Sư ông bước xuống pháp tòa. Và sư ông thỉnh đại chúng, trong đó có mấy trăm người, chắp tay. Và tất cả đều, sư ông nói rằng là chúng ta đại chúng đón chào một vị giáo thọ mới. Thì điều đó không có nghĩa rằng là mình là ngon lành gì cả.
Có nghĩa rằng là cái sự trông cậy của một vị hòa thượng lớn và tất cả đại chúng đều đứng lên đón chào một vị giáo thọ mới. Điều này nó mang cái phong cách gọi là thọ ký, rằng là tôi trao trao tất cả những cái đại chúng và thầy tổ quê hương và dân tộc cũng như các vị Phật, các vị Bồ Tát qua các thế hệ trao truyền và gửi gắm cái niềm tin nơi anh từ đây trở về sau anh nhận cái trách nhiệm, gánh vác cái trách nhiệm là anh chuyển tải cái thông điệp Phật học đi về tương lai. Anh là sự tiếp nối của chư tổ, chư Phật. Anh phải làm ăn cho đàng hoàng. Thì đó là cái lời gửi gắm. Cũng như vậy, thì trong cái lúc mà mình trong lúc mình là thọ ký cũng vậy. Đức Phật nói rằng là anh có hạt giống thành Phật, thành ra tôi sẽ thọ ký anh. Có nghĩa là cho tôi trao truyền và gửi gắm những cái thông điệp, những cái ước vọng để mong một ngày thành tựu trong một tương lai nào đó. Thì đó là cái thọ ký. Do vậy cho nên trong cái phạm vi gia đình cũng vậy, mình cũng có thể làm điều đó cho con cái của mình. Ví dụ như mình nói con à, con có cái hạt giống từ bi, rất là thương người. Nếu mà con tiếp tục con gìn giữ cái hạt giống từ bi thương người như vậy thì khoảng 20 tuổi thôi, thế nào con cũng thành công rất là lớn. Bạn bè con nó sẽ rất là thích con. Khi con ra đời, ra trường, người ta sẽ rất là thương quý quý con. Có nghĩa rằng là mình đặt cái niềm tin vào vào đứa con của mình. Rồi cố nhiên khi sau khi siêu âm thọ, truyền đăng giáo thọ đó, thì cũng có mấy chục người, chứ đâu phải ít. Nhưng mà nó rơi rụng còn lại bao nhiêu người, chuyện đó là chuyện hên xui. Chuyện đó là cái chuyện phước duyên của mỗi người, chứ không phải đơn giản. Ví dụ như trong nhóm tu của thầy, bên phía mấy thầy bây giờ chỉ còn mỗi mình thầy trong cái đợt đó. Cho nên cái việc mà làm ông thầy tu đi từ đầu tới cuối, thưa quý vị, mà làm ăn cho được ấy, là nó cả một vấn đề lớn, chứ không phải đơn giản. Nó đòi hỏi một cái sự công phu và kiên trì vô cùng là lớn lao. Vì vậy cho nên cái sự thành tựu của một con người thầy tu nó không bao giờ được đánh giá, nó không bao giờ lệ thuộc vào cái con người đó, mà nó lệ thuộc cả vào một đại chúng, cả một cái dân tộc, cả một cái phước đức của cái nền Phật học. Còn bản thân con người đó, ví dụ bản thân thầy, con người thầy nó có cái chi đâu. Cho nên cái sự tiếp nối của thầy là nó mang đi một cái sự liên tục của cả quê hương, của cả bao nhiêu là hoài bão tâm tư của quê hương và đất nước, cũng như là các vị thầy thầy các vị tổ từ cái thời Đức Thế Tôn cho tới bây giờ. Và vì vậy cho nên là thầy có thành công hay không là do quý vị, chứ đừng có tưởng là do thầy. Thầy chỉ một phần nhỏ thôi. Có một cái bà lão kia, bà biết ông thầy đó không ra chi hết, nhưng mà bà 80 tuổi, 80 mấy tuổi rồi, lúc nào bà cũng chắp tay và lạy sát đất. Thì các ông thầy kia, ông rất là giận. Ông thầy đó không có ra gì hết, có gì bà cứ ngày nào bà cũng cúng dường đảnh lễ ổng hết. Thì bà nói chứ thật ra tôi đảnh lễ ổng là để cho ông có một cơ hội để cho ổng thấy cái hạt giống tốt mà tôi trân trọng. Tôi hy vọng một ngày nào đó ổng sẽ thấy được cái hạt giống mà tôi đảnh lễ từ nơi ổng, rồi để ổng phục hồi cái chức năng của một ông thầy đàng hoàng trở lại. Tôi tin là như vậy. Mà quý vị thấy một bà lão đi chùa bình thường thôi đó, mà có một cái tuệ giác rất là thâm sâu. Đó là kinh Pháp Hoa. Có nghĩa rằng là bà lão bà thấy rằng cái hạt giống tuyệt vời nó nằm ngay trong cái trái tim ông thầy kia. Cho dù là cái biểu hiện ông thầy kia ổng có thể là coi đá banh cá độ chơi bời vui vẻ, không có công phu tu tập gì cả, nhưng mà trong thâm sâu thì bà lão bà tin rằng là với cái hành động đảnh lễ của bà hàng ngày như vậy, cúng dường đảnh lễ liên tục như vậy, thì tới một ngày nào đó ông thầy đó ông sẽ giật mình và quay đầu trở lại và tưới tẩm hạt giống chăm lo đời sống trở lại. Tại vì có lẽ bà có một cái hy vọng ông thầy đó có một cái gì nó sáng sủa với tính cách của một con người lớn tuổi
với một con người lớn tuổi, họ kinh nghiệm, họ có thể họ nhìn thấy cái tướng của một con người trẻ tuổi kia có thể bây giờ hư hỏng nhưng mà có cái hạt giống lành thiện trong đó. Đó là một trong những cái ví dụ. Do vậy cho nên cái vấn đề thọ ký khi mà chúng ta học từ đây về sau chúng ta nó rất là thông dong, rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài đời cũng vậy, một ông thầy giáo dạy cho học trò cũng vậy. Thí dụ như ngày xưa kể chuyện dông dài cho nó hết chuyện chơi. Ngày xưa thầy đi học, lúc mà thầy làm chú tiểu vô Sài Gòn, ở dưới quê thì học rất là giỏi. Tại dưới quê đâu có đứa nào học lại mình. Tại vì không có được có mấy đứa đi học đâu. Tưởng là mình ngon lành. Cho nên khi mình lên tới Sài Gòn mình mới biết được là nó cạnh tranh học rất là khó. Mà hơn nữa mình ở dưới quê lên cái cách học nó cũng khác. Sách học nó cũng khác. Cái gì cũng khác. Ngay cả cái tiếng nói của mình cũng khác. Nói cái chuyện mà con nít mà nó chọc cái tiếng nói của mình lúc đó thầy học lớp 6, lớp 7. Rồi vô tới trong này thì do tới Sài Gòn là cái tiếng nói của mình nó rất là quê mùa, thành ra nó nghe không được, rồi nó chọc không là cãi lộn quýnh lộn đủ khóc rồi, rất là tội nghiệp, lang thang nơi xứ người lớn lên như vậy. Và ông sư phụ thì lúc đó ông sư phụ năm giới ở Việt Nam thì cụ thương, nhưng mà đùng một cái cụ đi Pháp mất, xuất gia xong cạo đầu xong được cái mấy tháng sau ông đi mất, ông đi cũng mấy tháng nữa ông mới về, thành nó rất là bơ vơ. Cho nó rơi vào cái tình trạng là không có biết làm cái chi. Một đứa 12, 13 tuổi biết cái chi, làm cái chi. Đặt nó vào cái vị trí là lãnh đạo, hướng dẫn tụng kinh. Có những bà Phật tử rất là giỏi. Mình làm sao được? Vân vân, rất là cực. Cái câu chuyện đó, cái cuộc đời của mình nó đi qua từng giai đoạn như vậy. Thì khi mà trong cái quá trình đi học đó, thì cái bà cô giáo, bà cô dạy toán, bà rất là, mà dĩ nhiên là khi mà thầy không học đó, là thầy không học hết tất cả các môn, thầy không học hết. Tại khi đó thầy đọc một vài cái tác phẩm của cụ Làng Mai, lúc đó mà còn nhỏ xíu, cái câu gọi là kiến thức không phải Phật, kiến thức không phải là tự giác, thế thì thầy không muốn học nữa. Nó nói thế thì tại sao phải tốn thời gian cái chuyện đi học ở ngoài đời, nhưng mà cái chuyện Việt Nam là phải đi học như thế. Thế thì bà cô giáo thầy không học mà, cho nên bà cô giáo dạy toán bà giận lắm, trong tất cả các cô giáo thì bà giận lắm, mà bà không có hạnh phúc, bà không có dễ thương với mấy chú tiểu. Lúc đó thầy có chú tiểu có cái chỗm này. Bà nói chứ bà quánh, mà lấy cái thước bảng dài vậy nè mà quánh, nhưng mà mình cũng đâu phải là chú tiểu là không quánh, nằm dài trên bàn quánh quánh bầm đít, đừng có ngái ai. Bà chửi những cái câu mà bây giờ thầy còn nhớ. Nó bà nói đó, đi về luôn đi, gõ mõ tụng kinh luôn đi, đừng có học hành gì hết, xin cộng sin bằng hai sin cos trùng cos bằng hai cosin, mà không thuộc đi về luôn đi. A cộng B tất cả bình phương mà. A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương, nhiều lắm mà không thuộc. Tỏ cái công mấy cái công thức hàng đẳng thức không nhớ không thuộc. Đuổi đi về, dứt khoát là đừng có học cho học nữa. Và hành hạ có những lúc đuổi ra khỏi lớp. Đứng ở ngoài hành lang á, chờ hết cái tiết của bà rồi vô vô lớp sau. Rất là bạo lực. Thì thầy nghĩ là nếu mà mình làm thầy cô giáo như vậy thì cũng như là thất bại. Và thất bại thành thử, cho nên khi mình làm một cô giáo, một thầy giáo, mình biết rằng ông học trò của mình nó rất là ngu, nó đâu có thông minh, làm sao nó bằng cái đầu của nó, bằng cái đầu của mình là một cô giáo được. Nhưng mà mình cứ đem cái nhận thức của một người làm thầy cô giáo mấy chục năm trong nghề rồi cứ áp đặt lên một đứa trẻ 12, 13 tuổi thì không không có kiên nhẫn với nó thì không thất bại. Và rõ ràng là càng bạo lực nó càng thất bại, và điển hình là thầy rất là thất bại. Do vậy cho nên bà cô đó đó bà mới mà nói chứ, bà đuổi thầy ra không cho học. Và cuối cùng là cuối năm đó là bắt thầy thi lại, thì thầy hoảng hồn đi. Cái khi mà cuối năm rồi thì mới biết phải thi lại để đi học tiếp. Thì khi mà thầy thi lại đó thì thầy làm bài cũng là cái đề bài đó thôi, thay đổi con số thôi,
nhưng mà thầy đạt tới gần 90%. Thì cái hội đồng chấm thi họ rất là kinh ngạc. Thông thường mấy cái đứa mà thi lại là đủ 50% là cho qua, tức là 5 điểm là được rồi là cho qua, là cho lên lớp khác. Nhưng mà thầy làm một cách ngạc nhiên là thầy làm tới gần 90%. Thầy cô rất là ngạc nhiên, nó nói, ủa tại sao em làm bài như thế này mà phải thi lại. Thì chẳng qua cũng chẳng thần thánh chi, suốt 3 tháng hè là bị sư phụ rà lại, bắt đầu phải học lại, vân vân. Thì bắt đầu cái sự kèm kẹp ra lại và tưới tẩm ra lại. Và dĩ nhiên là có những lời khích lệ, giống như thầy nói, như con là con người học trò rất là thông minh, con không phải ngu đâu, con học cho đàng hoàng, đầu đuôi tứ thế này thế này thế này. Thế thì nó có cái sự phát triển. Và một năm sau thì thầy lọt vào cái đội tuyển thi học sinh giỏi của thành phố ở Sài Gòn, vân vân. Cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân mà không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là đặt cái vấn đề ở cái chỗ là, năm trước thì là mình thi lại rớt lên rớt xuống, nhưng mà năm này là bắt đầu là khác, là do vì là cái cách giáo dục, cái cách mình thọ ký, tức là cái cách mình khơi dậy những hạt giống tốt. Thì ở đây cũng vậy, đây là một cái ví dụ để đưa ra nói rằng là trong cái ngành giáo dục, mà nếu mà chúng ta biết cách thọ ký, có nghĩa là chúng ta biết được cái thế mạnh của học trò, thì mình có thể khơi dậy những hạt giống tốt đẹp. Cũng như trong thầy trò mà trong tu viện cũng vậy, tình thầy trò ở trong trong đạo cũng vậy. Cái trách nhiệm của Đức Thế Tôn là làm cái gì? Ông đâu có dùng thần thông biến hóa gì mà biến tất cả các đệ tử của ngài thành A-la-hán đâu, có phải không? Ngài đâu có dùng thần thông là chưởng là xì khói ra để cho mấy ông kia là tẩy bớt cái não ra, để nó bớt ngu đi để trở thành A-la-hán, đâu có. Ngài đâu làm như vậy. Một ông thầy giáo giỏi, cô giáo giỏi, hay là một ông thầy đạo giỏi, là cái con người có thể phát triển những cái hạt giống tốt, những cái chất liệu tốt của một đứa học trò. Nó giúp nó tìm ra cái phương pháp mà làm cho những cái hạt chất liệu tốt nó được được khơi mở ra. Chứ không phải là ông thầy giáo giỏi, cô giáo giỏi là cái người mà làm thay cho nó. Vậy cũng như vậy, cho nên khi Đức Thế Tôn trong cái nội dung Kinh Pháp Hoa cũng như thế. Cho nên Đức Thế Tôn muốn nói cho chúng ta biết rằng, chúng ta ý thức rằng là chúng ta sinh ra trên đời này, nó có những cái hạt giống giác ngộ nằm ngay trong cái tàng thức của mình. Do vậy, Đức Thế Tôn cũng là một thầy giáo, cũng là một vị vị đạo sư, là làm một cái công việc duy nhất, đó là gì? Gợi mở cho chúng ta có cái niềm tin rằng bản thân chúng ta cũng có một cái hạt giống giác ngộ. Vì vậy, cho nên suốt cái quá trình đời sống tu tập, nó trải qua một số thời gian nhất định nào đó, nó gọi là dị thục, tức là nó có cái thời gian chín mùi, thì hạt giống đó nó sẽ chín mùi. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy và chúng ta phải ứng dụng. Thế cho nên trong cái cuộc sống chúng ta, không thể nào nói những câu là mày cái gì cũng dở hết, đụng vô cái gì hư cái nói, rớ vô cái gì là hư cái đó, mày là cái đồ vô dụng. Có nghĩa là mình vô tình mình gắn cho nó một cái mảng, cái nhãn hiệu rằng là mày là cái đứa không ra chi. Thì có nghĩa là chúng ta mời cái hạt giống không ra chi. Mà rõ ràng khi mà chúng ta mời hạt giống không ra chi mà ịn lên cuộc đời của nó đó, thì nó sẽ trở thành không ra chi. Đơn giản. Cho nên những cái đứa mà mình càng chửi nó thế này thế kia, hên xui, có một vài đứa nó ý thức, nó tự nó thay đổi bằng cái biện pháp mạnh, thì nó thay đổi được. Cùng phần lớn là nó sẽ trở thành rất là tiêu cực theo cái hướng mà mình sử dụng ngôn ngữ và cái cách mình giáo dục. Đó là một vài cái gợi ý mà chúng ta đã học qua. Và hôm nay chúng ta đi vào cái phẩm thứ 8, tức là Ngũ Bách đệ tử thọ ký, có nghĩa là Đức Thế Tôn sẽ thọ ký thêm 500 vị đệ tử. 500 vị đệ tử. Chúng ta sẽ dùng cái bảng hả? Quảng cáo hết giờ. Thầy sẽ xin dùng cái bảng.
Rồi. Vì vì thấy cái bảng ok mà thứ nhất là bữa nay chúng ta sẽ học phẩm Kinh Pháp Hoa ha, phẩm thứ thứ tám, phẩm thứ tám ngũ bách Phật, ngũ gọi là ngũ bách tức là năm trăm vị đệ tử được thọ ký. Thì xin tóm tắt nội dung ha, nội dung chúng ta sẽ tóm tắt là chúng ta trong cái quá trình mình tóm tắt mình có thể khai thác được một vài cái điều chi đó thì mình sẽ khai thác và để chúng ta đi tìm cái gì nó tuyệt vời để chúng ta học. Chúng ta biết rằng cái này là những đây là những cái tác phẩm mà mấy trăm năm về trước, thế cho nên cái văn cái cách sắp xếp văn như vậy, sắp xếp cái câu chuyện có khi nó không có giống như bây giờ. Thứ nhất á, cái đoạn suy nhược đoạn một á, thì Đức Thế Tôn nói rằng là Đức Phật dùng cái trí tuệ phương tiện để ngài tùy nghi mà thuyết pháp, thì chúng ta bắt gặp lại cái từ là tùy tùy cơ nghi mà nói pháp ha. Cái đoạn số một á, thứ nhất á là tùy cơ nghi. Tùy cơ nghi có nghĩa là tùy vào cái căn cơ và cái trình độ của từng người ha. Mà Đức Thế Tôn nói pháp. Do vậy cho nên không phải chúng ta muốn nói cái gì thì nói. Và ở trong cái đoạn này nói rằng cho chúng ta biết rằng là chỉ có Đức Thế Tôn á mới thấu hiểu được chúng sanh. Tại sao như vậy? Thì chúng ta đã học mấy lần trước rồi. Chỉ có Phật mới là có cái khả năng đó. Thấu hiểu được cái tâm lý của mọi người. Chỉ có Đức Thế Tôn, tức là chỉ có cái trí tuệ toàn diện. Vậy tại sao như vậy? Tại vì Đức Thế Tôn là cái gì? Là cái trạng thái mà cái năng lực chánh niệm nó lúc nào nó cũng có mặt hiện tiền, nó sáng rực. Do vậy cho nên chỉ cần chúng ta suy nghĩ tác ý là có thể chúng ta nhận diện được ngay. Ví dụ như chúng ta là một bà mẹ mà có khả năng chánh niệm cao, chỉ cần con của mình nó nhăn nhăn nhó nhó là biết nó muốn cái gì, có phải không? Tới cái này cái mùa này mùa lễ mà nó ẹo qua ẹo lại là biết nó muốn cái iPad hoặc nó nói bóng nói gió gì đó là biết nó muốn cái iPhone hay là nó làm cái gì đó thì mình sẽ biết ngay nó muốn cái gì. Thì Đức Thế Tôn cũng như vậy. Ngài là một cái con người khả năng quan sát, tỉnh thức rất là cao cấp, rất là cao. Cho nên chúng sanh mà nhúc nhích là Ngài biết. Biết là do vì người ta phát tâm, người ta khởi ý. Cho nên Đức Thế Tôn mới nhận diện cái khởi ý đó. Chứ không phải là Đức Thế Tôn, chứ nếu chứ không phải là Đức Thế Tôn biết cái gì. Ngài có cái khả năng đó và thấu suốt, thấu rõ hết tất cả mọi cái hoạt động. Đó là cái trí tuệ vô cùng to lớn, gọi là nhất thiết chủng trí, tức là biết tất cả mọi thứ. Nhất thiết chủng trí ha. Đó là cái cụm từ. Cái đoạn thứ hai, thì đoạn thứ hai á, thì Đức Thế Tôn mới 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 thọ ký ông Mãn Thừa Tử. Mãn Thừa Tử tức là ông Phú Lâu Na ha. Tức là Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là một trong những vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn. Ngài ông là gọi là đệ nhất thuyết pháp. Ngài nói rất là giỏi, nói pháp rất là giỏi. Cho nên trong cái trong trong có một cái kinh được ghi lại, thầy có cái kinh nằm ở đây, hình như là nằm trong cái trung bộ kinh,
có cái kinh Trung Bộ Kinh ha, quý vị có thể phú trú lâu nào, quý vị có thể tra cứu vào Trung Bộ Kinh, quý vị có thể tra cứu Trung Bộ Kinh số 145, cái tựa đề kinh nó gọi là Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na, Giáo Giới Phú Lâu Na. Đây là cái kinh nói về ông, có một cái chuyện nói về Phú Lâu Na, quý vị có thể tham khảo. Thì Phú Lâu Na có một cái hạnh gọi là Ngài thuyết pháp vô cùng là giỏi, và cái sự cái tâm huyết của Ngài, Ngài thuyết pháp. Thì trong cái kinh này nói tới cái chuyện Phú Lâu Na là xin Đức Thế Tôn đi đi tới một cái đất nước kia, nó tên là Sunaparantha, để mà ngài dạy đạo. Thì khi mà tới đó, Đức Thế Tôn nói rằng là cái dân ở đó nó dữ lắm, nó không có ưa Phật pháp. Thì ông làm cái gì? Tới đó ông làm cái gì? Nếu mà ông tới đó bị người ta mắng giết ông thì mắng nhiếc ông thì ông làm cái gì? Thì Phú Lâu Na mới nói là bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp mà nếu mà tới đó người ta mắng nhiếc nhục mạ con đấy, thì con nghĩ rằng là ô con thiệt là may mắn, người người dân ở nước này cũng còn rất là hiền đó, người ta chưa có đánh đập con, cho nên là con ở lại con dạy cho họ. Rồi trong trường hợp Đức Thế Tôn nói nếu mà trong trường hợp người ta đánh ông thì làm sao, thì Phú Lâu Na mới nói là ồ bạch Đức Thế Tôn, người dân đó họ vẫn còn hiền đó, họ chưa có lấy đá họ ném con, họ lấy cà chua họ lấy trứng thúi họ chọi con, dân đó họ còn hiền đó, họ làm vậy đó, rồi vân vân. Rồi rồi Đức Thế Tôn mới nói nếu mà trong trường hợp mà họ 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 họ, họ hành hung mình thì làm sao, họ lấy gậy lấy cây họ đánh mình chảy máu chảy mũ thì làm sao. Thì Phú Lô Na cũng nói ngược lại, cũng nói y như vậy, là tức là ngài nói rằng là ồ nước đó dân đó họ còn hiền đó, họ chưa có giết con. Thì Đức Thế Tôn nói vậy, nhưng mà trong trường hợp của dân nó giết ông thì sao, ông giảng pháp mà người ta giết ông thì sao, ông đụng chạm tới tôn giáo của người ta, ông đụng chạm tới văn hóa người ta là bị người ta giết thì làm sao. Thì Phú Lâu Na nói bạch Đức Thế Tôn, nếu mà trong cái trường hợp mà con bị giết trong cái quá trình mà con tuyên con thuyết pháp Đức Thế Tôn á, thì đó là cái điều mà con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tức là cái tâm huyết của ông của ngài Phú Lâu Na nó mãnh liệt như vậy. Quý vị có thể tham cứu trong cái Trung Bộ Kinh số 145, kinh nói về của Phú Lâu Na, thầy có ở trong cái Đại Tạng Kinh Việt Nam ở đây. Quý vị nào qua đây thầy cho mượn. Thành thử cho nên quý vị thấy trong cái đoạn này chúng ta thấy rằng cái mức độ, cái khả năng và cái sự thiết tha của ngài Phú Lâu Na về đối với giáo lý Đức Thế Tôn nó vô cùng là to lớn. Và Đức Thế Tôn trong cái đoạn này, Đức Thế Tôn mới mới nói với ông rằng là Phú Lâu Na, ông cái hạt giống mà thuyết pháp đó, nó không phải là mới đây, nó đã hàng ngàn hàng tỷ hàng ức kiếp năm rồi, do vậy cho nên tới ở cái thời điểm nào đó ông sẽ được trong trải qua vô lượng ngàn kiếp tới, ông sẽ được làm một ông ngài Phú Lâu Na sẽ được làm Phật, hiệu là Pháp Minh. Phú Lâu Na thành ông Phật tức là Pháp Minh, Pháp Minh. Pháp Minh có nghĩa rằng là sao? Phật Pháp Minh. Pháp Minh có nghĩa rằng là cái sự thông suốt ha, minh là sáng suốt và thông suốt tất cả các cái pháp của các vị Phật. Và trong cái quá trình mà ngài Phú Lâu Na làm Phật đó, thì ngài nói rằng là ở đó ngài phục vụ và ngài cúng dường và hỗ trợ vô lượng các vị Phật khác nhau nữa. Có nghĩa rằng là tuy là đã thành Phật rồi, nhưng mà không phải là thành Phật rồi là ngồi đó là nó ta là Phật số 1, nhà ngươi là không có nghĩa lý gì hết. Khi mà thành Phật rồi thì ngài vẫn tiếp tục hộ trì các vị Phật Phật khác làm đạo và giảng đạo. Do vậy cho nên khi mà chúng ta làm ở cái cấp độ mà giống như quý thầy học tốt nghiệp Phật học ra trường rồi,
vẫn tiếp tục giảng pháp tu học là như vậy. Thí dụ như chúng ta, thí dụ như bản thân thầy, thầy ở Làng Mai được đào tạo, ở Làng Mai được đào tạo đàng học học pháp của cụ Làng Mai chẳng hạn, thì sau đó thì mình vẫn tiếp tục, mình vẫn phát nguyện mình đem cái giáo pháp này nó đi sâu hơn, đi xa hơn. Tại vì có những cái Đức sư ông Làng Mai không có nói, chỉ có giới thiệu thôi. Nhiệm vụ học trò là phải nắm cho vững để mình cứ tiếp tục mình khám phá cho nó sâu sắc hơn từ cái gợi ý của thầy mình, vân vân. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài mới ngài mới thọ ký ngài Phú Lâu Na pháp ha, pháp minh thì pháp sáng tỏ ha. Tại vì sao? Thực chất chúng ta liên hệ với cuộc đời của mình á, chúng ta có khi chúng ta học pháp nhưng mà càng học nó càng mờ mờ, nó không rõ đường. Cho nên trong cái những cái bài kệ tụng giống như với thầy hay chắp tay lại Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Truyền Phóng Điệu Vô Thuần Quốc Thái Dân An, vân vân, có nghĩa là chúc tụng. Hoặc là chúng ta như là chúng ta có những cái bài chúc tán vân vân, cúng rất là hay. Nhưng mà cái câu đó có nói là gì, có nghĩa là chúng ta cầu nguyện như thế nào cho cái pháp Phật càng ngày nó càng sáng rộng ra, nó càng sáng sủa hơn. Tăng huy, huy tức là sáng sủa, Phật Nhật Tăng Huy có nghĩa là đạo Phật càng ngày càng sáng sủa hơn. Pháp luân thường chuyển là tức như cái dòng chảy của pháp luôn luôn nó được thông suốt. Vâng, thì khi trong cái cúng kiến chúng ta hay làm như vậy. Cho nên là ở đây á, làm như thế nào á, mình tu một thời gian á, pháp nó phải có cái công năng gọi là sáng tỏ. Do vậy cho nên pháp minh có nghĩa là nó là một cái biểu diễn, nó biểu hiện cái danh hiệu Đức Thế Tôn này chuyên chuyển tải một cái thông điệp rằng là gì, tất cả những cái pháp môn của chúng ta tu nó phải sáng rỡ ra. Đức Thế Tôn là cái nguồn sáng, pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức là như vậy. Đây là cái bản chất của Đức Thế Tôn gọi là pháp minh. Do vậy cho nên khi mà chúng ta đọc vào những cái câu và những cái danh hiệu các vị Phật ấy, thì chúng ta thấy được ngay đây là cái cốt lõi tu học. Có nghĩa là làm như thế nào hàng ngày để cho cái ánh sáng của Phật pháp nó lúc nào nó cũng sáng rực trong trái tim của mình. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là cái khả năng chánh niệm của mình á lúc nào nó cũng có mặt trong đời sống của mình để nó sáng sủa. Chứ còn nếu mà chúng ta càng tu mà chúng ta không có phát huy được cái công dụng của pháp Phật, tức là đem lại cái ánh sáng, thì có nghĩa là lộn đường rồi đó. Chúng ta đi nó hơi ngược đường, chúng ta chỉnh lại. Tại vì có những người họ đi tu một thời gian cái họ họ trở nên rất là cáu cáu gắt, trở nên rất là khó chịu, trở nên rất là cố chấp, trở nên rất là không có bao dung, và họ đồng nhất họ với cái gì đó, họ rơi vào những cái tình trạng nó vô cùng khó khăn. Do vậy cho nên ở cái đoạn số 2 này, chúng ta ngay cái chữ mà pháp minh này là chúng ta hiểu được cái bản chất của Đức Thế Tôn là cái gì, bản chất pháp là cái gì, thì chúng ta học được cái bài học đó. Cho nên là chúng ta phải làm như thế nào để làm cho cái đạo Phật của mình càng ngày càng sáng sáng ra, pháp môn của mình nó càng càng rõ ràng ra. Chứ ta không thể nào nói tôi tu tâm á, cứ nói tới là tôi tu tâm, nhưng mà cái tâm thì sao nó cũng mờ mờ mịt mịt, nói cho nó rõ ra tâm làm cái chi. Thí dụ cái tâm nào, cái tâm giận hờn, cái tâm bất an, nó cũng là tâm. Do vậy cho nên khi nói tới đụng tới nói tôi không cần cái hình thức, tôi tu tâm thôi, nhưng mà chúng ta hỏi cái tâm là cái chi thì cũng mờ mờ mịt mịt thì không có được. Tại cái tâm của mình có nhiều cái chức năng, khi nó biểu hiện như thế này, khi thì nó biểu hiện như thế khác. Thành thử cho nên cái nhiệm vụ của Phật tử của chúng ta, đệ tử của Đức Thế Tôn là làm như thế. Và dĩ nhiên là trong cái cõi nước mà Phật pháp minh này cai trị đó, tức là hành đạo đó, thì dân chúng trong nước đó là do cái sự biến hóa ra mà có.
có nghĩa là do biến hóa ra chứ không phải là do cái không có cái sinh ra bằng cái con đường bằng cái con đường người phụ nữ ha. Nó rất là rõ, nói là nó để muốn nói làm cái chi, để muốn nói rằng đây là một cái cõi rất là thanh tịnh, nó không có cái những cái không có những cái những cái phiền não nó xuất hiện, thì muốn nói là như vậy. Và đặc biệt ở dân chúng ở cái nước này ăn hai cái món ăn lớn, hai cái món thực phẩm lớn, hai cái món ăn, tức họ ăn mỗi ngày là cái món chi. Thứ nhất là pháp hỷ thực, pháp hỷ, và món thứ hai là thuyền diệt, thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Đây là hai cái món ăn. Thì đứng về cái phương diện tu tập mà nói thì pháp hỷ, pháp là cái gì, là những cái những cái học hỏi, những cái pháp học, pháp pháp của pháp học. Thí dụ như chúng ta học Phật, học pháp và chúng ta lúc nào cũng có cái niềm vui thì đó là pháp hỷ. Tức là nghĩa là người ta không có phải ăn cái món bún quế chay, người ta không có ăn bún bò quế chay, người ta không có ăn gà xé phai chay, người ta không có ăn cái món là gì, thịt gà xào sả ớt chay, người ta không có dùng mấy cái tên đó ha. Mà người ta nói rằng là cái món ăn chính của hai của dân chúng ở cái nước của ngài Pháp Minh này á, là thứ nhất là pháp hỷ, tức nghĩa là người ta chỉ học pháp là thấy 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 đủ no rồi, người ta học pháp thôi thấy no rồi, không có muốn ăn cái gì hết. Ừ. Tại do vì các vị đó là do hóa sinh chứ không phải là do sinh ra bình thường giống như mình, do sự biến hóa mà ra, có nghĩa là ở cái tầng tâm thức mà thôi, cái tâm của mình có thể biến hóa ra hàng vạn cái chúng sanh khác nhau. Có khi chúng ta biến hóa ra mình là một bác sĩ, có khi chúng ta biến hóa mình là một ca sĩ, có khi chúng ta biến hóa ra mình là cái gì đó, thì trong cái tâm thức của mình biến hóa ra, thì dân chúng ở đó là do cái tâm thức mà biểu hiện ra. Do vậy cho nên họ không cần phải đi chợ cực khổ, nấu ăn cực cực nhọc gì hết, họ họ chỉ cần học pháp là no rồi, sướng không? Đó là cái pháp pháp học ha, cái này là về cái phương diện học hành á, học hành, học hỏi ha. Có nghĩa là họ chỉ có sách cặp tới trường rồi họ học những cái bài pháp của Đức Thế Phật là họ no rồi, họ vui rồi, gọi là pháp hỷ thực ha, pháp hỷ thực, pháp hỷ thực. Và thiền duyệt tức nghĩa là niềm vui, niềm vui do thiền tập đem lại, có nghĩa là cái này là thực tập đây, học rồi phải thực tập chứ không phải học rồi để đó, hoặc là học xong rồi đi quảng cáo không chịu tu chợ xong rồi đồng đi nói trên trời dưới đất vân vân. Thì Đức Thế Tôn không có chủ trương cái việc làm như vậy, cho nên á là hai cái món ăn chính ở đây, và chúng ta nghe những cái câu này rất là thường phải không, cũng rất là quen thuộc phải không. Ừ. Nhược phản thực thời, cái lúc mà nghe quý thầy hay cúng 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 ngọ đó, các vị ở ở trong chùa truyền thống thế nào cũng nghe quý thầy cúng ngọ, chắp tay lại nhược phản thực thời đương nguyện chúng sanh thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn, có nghĩa rằng là khi mà con ăn cái thức ăn này, nguyện cho tất cả các loài chúng sanh họ đều có cái niềm vui do thiền duyệt đem tới, tức là niềm vui trong thiền tập đem tới, và cái niềm vui do học pháp lúc nào nó cũng đầy đủ sung mãn, tức là tràn đầy ha, hai cái này đó là hai cái món thức ăn. Và chúng ta biết chúng ta đã từng học những cái phương pháp thiền, mấy cái phương pháp thiền nó đem lại cái niềm vui trong tâm thức của mình rồi, do vậy cho nên quý vị ôn lại. Cho nên trong đời sống của một người tu tập ở cái cõi này này, không cần đợi tới qua cái cõi của ngài Pháp Minh làm cái chi, chúng ta ở ngay cái cõi của ngài Thích Ca đây. Mà nếu mà mỗi ngày chúng ta làm do cái thức ăn gọi là pháp hỷ này, nó thuộc loại tâm thức ha, thuốc gọi là là thức thực, tức là những thức ăn dành cho tâm thức của mình,
tức là những cái thức ăn mình nuôi dưỡng. Sáng thức dậy mình đọc cái tờ báo gì, hay là mình đọc cái quyển kinh gì, có nghĩa là hoặc là tối đi ngủ, trước khi đi ngủ mình đọc cái bài kinh pháp cú, hay là mình nghe một bài nhạc du dương để rồi cái âm nhạc du dương nó đi vào giấc ngủ của mình luôn, hay là cái bài kinh pháp cú nó in trong não của mình trong quá trình mình ngủ. Do vậy cho nên do mình làm. Đây là cái thức ăn mình cung cấp cho tâm thức của mình. Hai cái này, mấy cái này. Đây là những cái thực phẩm nó thuộc loại nuôi dưỡng tâm thức của mình. Do vậy cho nên trong đời sống chúng ta mà chúng ta học pháp, mà chúng ta không có phát khởi được niềm vui, chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật mà ta không có thấy vui vẻ gì hết, thì nó không có tác dụng gì hết, thì nó uổng lắm. Không cần phải làm như vậy. Cho nên cái việc tụng kinh niệm Phật, tu học Phật pháp là đem lại cái niềm vui thật thụ, để cho mình có cái niềm tin, để cho mình thấy rằng là nó có một cái sức mạnh, có một cái tác dụng của Phật pháp, chứ không phải Phật pháp là cái gì mà mình không có cái niềm vui, càng tu học mà càng khó khăn, nhăn nhó, càng lãng phí cuộc đời của mình, làm những cái việc không đâu vào đâu, thì rõ ràng là mình có lỗi, mình bội, mình phản bội lại cái kỳ vọng của Đức Thế Tôn. Và ở đây thì các vị ở cái đoạn thứ ba thứ hai này thì dưới cái sự hỗ trợ của ngài tu học của ngài Pháp Minh, thì dân chúng rất là dễ đạt tới những cái bốn trí vô ngại, tức là pháp vô ngại, từ vô ngại, nghĩa vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. Đó là bốn cái gọi là bốn bốn vô ngại, tứ vô ngại, gọi là bốn trí, tứ trí vô ngại. Tức là khi mà một cái con người mà có cái thức ăn do Phật pháp, do cái sự tư duy Phật pháp, tức thiền duyệt này đem tới, thì khi mà mình nói pháp thì mình không có cái gì nữa, nó trở ngại cho mình hết, từ ngữ cho tới nghĩa lý cho tới những cái pháp, lúc nào mình cũng nói một cách thông thả nhẹ nhàng mà có thể giúp được rất là nhiều người. Và ngài Pháp Minh ở cái cõi nước của ngài, ngài độ rất là nhiều người, giúp rất là nhiều người. Rồi sau đó và đoạn thứ ba thì Đức Thế Tôn nói lại một bài kệ, trùng tuyên lại cái nghĩa của đoạn 1 và đoạn 2 ha. Đoạn 3 là cái kệ ha, nói những cái bài kệ. Thì trong cái bài kệ đó cũng có đưa ra một cái đoạn giống như là biết chúng ưa pháp nhỏ mà sợ nơi trí lớn, nên cho nên các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sanh, vân vân. Thì có nghĩa rằng là có nghĩa cũng khẳng định lại là pháp tiểu thừa đó, tức là pháp nhỏ đó, tức là những cái pháp mà gọi là thanh văn duyên giác rồi đó. Đó là cái biểu hiện của các đó là những cái phương tiện của Đức Thế Tôn mà thôi. Chứ đừng có bám lấy rồi 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 mình cho đó là tuyệt đối, rồi để rồi mình nói tôi là tiểu thừa, anh là đại thừa, anh là Bồ Tát, anh là thanh văn. Nó không phải. Tất cả những cái đó là những cái phương tiện để đưa chúng ta vào con đường gọi là con đường nhất thiết chủng trí, tức là cái thấy và cái biết của chư Phật. Mà cái thấy cái biết của chư Phật là cái chi, là cái khả năng chánh niệm sáng rỡ trong đời sống của mình, tâm thức của mình nhận biết, thì cái khả năng chánh niệm, khả năng trí tuệ của Đức Phật nó có xuất hiện, mà khả năng chúng ta không có nhận biết, chúng ta để nó luống qua, thì rõ ràng là cái trí tuệ của Phật nó không có mặt. Vậy thôi, trong có cái chi hết. Qua đoạn thứ ba, thứ tư cũng vậy, và thứ 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 tư cũng tiếp tục nói tới cái bài kệ đó. Rồi sau đó thì đi đi qua đoạn thứ thứ năm, có một vị có trong đó có 1.000, đoạn thứ năm nói tới 1.200 năm vị, 1.200 thứ năm ha, thứ năm là 1.200 vị A La Hán cũng được thọ ký luôn, ngon lành ha, cũng được thọ ký luôn. Trong đó có Triều Kiều, sau này Kiều Trần Như, trong đó có một ông tên là Kiều Trần Như. Và sau đó thì có thêm trong đoạn thứ năm này có thêm Kiều Trần Như. Quý vị biết Kiều Trần Như mà phải không? Kiều Trần Như là
Quên gia đa hả? Đọc làm sao? Quên Quên gia ta hả? Phải không? Kiều Trần Như. Quý vị có thể gõ trên mạng á, quý vị có thể thấy được kiểu cái tên của truyền kỳ ngài Kiều Trần Như. Thì ngài Kiều Trần Như và 500 vị A-la-hán cũng được thọ ký luôn. 500 vị nữa. Thêm 5 vị A-la-hán. A-la-hán cũng được thọ ký làm Phật, cũng có cùng một cái tên là Phổ Minh. Là cái tên là hiệu là Phổ Minh. Tức là ngài Kiều Trần Như á thành Phật cái tên là Phổ Minh. Phổ Minh. Và năm một 500 vị này, 1.200 vị này cũng có một cái tên là Phổ Minh luôn. Phổ Minh Phật hả? Một lần nữa chúng ta hiểu cái chữ Phổ Minh là cái gì rồi đó. Phổ Minh có nghĩa là sao? Cái ánh sáng nó bao trùm hết tất cả. Cái ánh sáng, cái thấu suốt nó bao trùm hết. Gọi là Phổ Minh. Thì có nghĩa rằng sao? Khi mà chúng ta phát triển cái năng lực chánh niệm nó càng ngày càng cao á, thì cái ánh sáng nhận biết của mình nó càng ngày càng bao trùm hết. Cái buồn phiền nó sanh khởi là mình biết được, mình thấy nó liền. Không có đợi cho nó quậy mình một trận rồi mình mới nhận diện. Rồi những cái bất an của mình cũng vậy, những cái buồn tủi của mình cũng vậy. Rồi tất cả những cái hạt giống trong tâm thức của mình nó phát triển là mình biết hết. Hoặc là mình thấy hết. Người thương của mình đang nhăn nhó, đang thiếu cái gì đó. Cái mùa lễ này thiếu cái gì? Ai mà biết. Thường chắc nó thiếu tiền. Nó nhăn nhăn nhó nhó thì mình biết được nó đang cần cái gì. Con của mình cũng vậy. Bạn bè thân hữu tất cả các cái. Có nghĩa là Phổ Minh, có nghĩa là trí tuệ nó bao trùm. Để phát triển cái khả năng trí tuệ bao trùm đó thì bằng cái phương pháp chánh niệm của mình là như vậy. Cho nên cái đoạn này thì chúng ta biết được rằng Phổ Minh Phật là một ông Phật có khả năng, có cái ánh sáng, có cái sự thấu suốt bao trùm tất cả, universal, tức là không có ngõ ngách nào mà không soi thấy hết. Từ đây quý vị có thể bắt gặp ông Phật tên là Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, có nghĩa là cái ý nghĩa từng cái danh từ đó đó, Phổ Minh, Pháp Minh, Phổ Quang, vân vân, thì đó là bị diễn bày cái trạng thái. Cái diễn bày cái trạng thái khi mà cái khả năng chánh niệm nó hừng hực, lúc nào nó cũng sáng rực trong cái tâm thức của mình. Vậy thôi chứ không có gì hết, nó cũng đơn giản hết. Hết giờ chưa? Đem cái đồng hồ ra đây không nữa là lửa nó lên rồi nó cứ rừng rức là cứ nói hoài không dừng được. Và bài đoạn thứ sáu thứ bảy ha, thứ sáu thứ bảy là nói về cái kệ trùng tu trùng tuyên lại ha, trùng tuyên thứ sáu và thứ bảy là những cái bài kệ trùng tuyên. Và ở trang số 283, ở cái đoạn thứ 8, khi mà nói tới 500 vị A-la-hán, 500 vị A-la-hán cũng được thành Phật đó, thì khi mà các vị A-la-hán được thành Phật xong á, thì các ngài mới 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 sám hối với Đức Thế Tôn, nói với Đức Thế Tôn rằng là do tụi con là ham mê cái những cái pháp cơ bản, tức là thở vào thở ra con thấy nó bình an quá rồi con dừng lại, con tưởng đâu là đó là cái pháp tối cuối cùng rồi, do vậy cho nên tự mình con nghĩ đó là cái pháp rốt ráo rồi, do vậy cho nên là con nay được Đức Thế Tôn dạy cho con biết con vô cùng là xấu hổ, và tụi con nguyện là từ đây về sau sống với cái ánh sáng của Đức Thế Tôn này cho tới ngày mà thành đạo. Đó là cái đoạn thứ 8. Đoạn thứ 8.
Do vậy cho nên chúng ta thấy là A-la-hán không phải là một cái quả vị hấp dẫn, mà cái quả vị Phật mới là cái quả vị hấp dẫn lớn lớn nhất trong cái đời sống của một người tu tập. Bôi qua cái phần này ha. Có dễ hiểu mà phải không? Qua đoạn thứ 9. Qua đoạn thứ 9 có cái điều chi? Thì ở cái đoạn thứ 8 á, chúng ta nói chưa hết. Đó là ở đoạn thứ 8 á. Ở cái đoạn thứ 8 đó là ta nói chưa hết. Đó là cái sự kiện là có một cái hạt, có một cái ví dụ hạt châu, hạt minh châu trong chéo áo. Có nghĩa là đưa ra một các vị tỳ kheo đầy được Đức Thế Tôn thọ ký xong rất là vui mừng, và các vị mới đưa ra một cái bài kệ, nó đưa ra một cái câu chuyện, một cái ví dụ, tức là hạt châu trong chéo áo. Ví dụ giống như có một cái người mà người bạn tới nhậu với nhau, nhậu nhẹt say xong rồi cái người bạn đó đó có việc phải đi, thành ra người bạn đó muốn đưa cái hạt châu này cho cái anh chàng này, nhưng mà do vì không muốn đánh thức anh chàng này, anh chàng chủ nhà, do vậy cho nên là lấy cái chéo áo, tức là trong cái chéo áo của mình, là may cái hạt châu lại trong cái chéo áo đó. Thì khi mà anh chàng nhậu xỉn đó, anh thức dậy rồi anh đi vòng vòng, anh không thấy người bạn của mình đâu nữa, rồi do vì thời cuộc nó biến đổi, cho nên anh chàng đi làm ăn mà đi qua nước khác, vân vân, đủ thứ chuyện, không có gặp nhau. Sau một thời gian sau á, thì chúng ta mới thấy á, ông khi mà ông trở về đó, khi mà ông trở về thì ông mới nhìn ra người bạn của mình te tua. Thì cái người bạn mà gửi cái hạt châu đó mới nói rằng à, tại sao anh nghèo khổ như vậy, vì miếng cơm manh áo mà anh te tua như vậy. Tôi nhớ ngày xưa tôi có để cho anh cái hạt châu trong áo anh, sao anh không lấy ra mà em tiêu anh xài. Thì lúc này anh nó phát hiện ở đây nè, hạt châu còn nằm ở đây nè, anh lấy ra anh xài. Thì đó là một cái điều gửi gắm, một cái hình ảnh được đưa ra, và các vị đó mới nói rằng là Đức Thế Tôn cũng vậy, Đức Thế Tôn đã gửi gắm cho chúng ta những cái hạt châu, hạt 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 minh châu, hạt kim cương quý báu, nhưng mà do vì chúng ta cứ ham làm ăn, chúng ta quên đi chúng ta có cái của báu trong nhà, rồi chúng ta vì công ăn việc làm, vì danh vọng này kia khác nọ, cho nên nó hả do vậy cho nên con không có phát triển cái khả năng đó. Thì Đức Thế Tôn một lần nữa ngài muốn 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 nhấn mạnh cho chúng ta, muốn đưa cho chúng ta biết rằng là chúng ta có cái khả năng làm Phật, nhưng mà chúng ta không có biết cái điều đó. Có nghĩa là cái hạt giống, cái hạt này là hạt châu, có nghĩa là cái hạt giống tỉnh thức giác ngộ, Bụt đã cấy lên, Đức Thế Tôn đã cấy trong tâm thức của mình, chúng ta có sẵn cái viên bảo châu, nhưng mà do vì chúng ta không có sử dụng nó, do vậy cho nên là chúng ta cứ để chúng ta càng ngày càng nghèo khổ mà chúng ta không có sử dụng tới. Đó là cái lỗi của mình là con nhà giàu, nhưng mà chúng ta không có sử dụng. Do vậy cho nên cái đoạn thứ 9 này kết thúc ở cái hình ảnh rằng là Đức Thế Tôn đưa chúng ta một cái hạt châu. Đó là cái nội dung, đó là cái nội dung của cái bài gì của cái kệ cái chương này. Thì chúng ta học được cái điều gì à, những cái bài học gì? Cái bài thứ 9 thì cũng vậy, cái đoạn thứ 9, cái đoạn qua cái đoạn thứ 9 là chúng ta có cái bài kệ tổng kết lại ha. Thì chúng ta học bài học gì, có những cái bài học có thể rút ra. Thứ nhất là chúng ta có cái bài học gì? Thứ nhất là chúng ta có trong đời sống của người tu của mình á, ở đây á có những cái con số đưa ra, giống như 500 vị A-la-hán, 100, 1.200 vị A-la-hán, 1.200 vị A-la-hán, hay là tất cả các vị khác đều được Đức Thế Tôn
Thọ ký làm Phật, có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là Đức Thế Tôn luôn, ngài con người, Đức Thế Tôn là gì? Ngài là một con người luôn công nhận giá trị của người khác, luôn công nhận giá trị của người khác. Đức Thế Tôn không bao giờ coi thường, không bao giờ coi thường người khác. Ngài luôn công nhận cái giá trị của người khác. Rất là cụ thể. Và ở cái bài học thứ hai là chúng ta cần rút ra là cái gì? Là hai cái món là pháp hỷ và thuyền diệt. Là những cái lương thực chính, tức là những cái thực phẩm chính để nuôi dưỡng một đời đời người tu. Một cái bài học thứ ba là cái chi, mình cái trách nhiệm của mình đó là gì? Mình có đủ niềm, mình tự mình hỏi mình có đủ niềm tin rằng là mình có một viên minh châu hay không? Tức có nghĩa là mình có nhận diện. Tức là cái nhiệm vụ cuộc đời của mình là nhận diện cái viên minh châu này, mà cái viên minh châu này có nghĩa rằng là nó có nghĩa rằng là cái khả năng giác ngộ, hạt giống giác ngộ đó, tức là Phật tánh đó, có nghĩa là Phật tánh đó. Phật tánh ha. Cái bài học thứ tư mà chúng ta học là cái khả năng hy sinh về Phật pháp. Và qua cái hạnh của ngài Phú Lâu Na là chúng ta thấy được cái thái độ hy sinh Phật pháp. Thì đây là cái khả năng hy sinh về Phật pháp, nó nói về cái khả năng giáo dục ha, xoáy mạnh về vấn đề giáo dục, nuôi dưỡng thế hệ tương lai, nuôi dưỡng các thế hệ tương lai. Và chúng ta thấy được cái thái độ mà diễn bày Phật pháp của ngài Phú Lâu Na đó rất là khiêm tốn. Do vậy cho nên khi mà chúng ta giảng pháp hay là hướng dẫn một người bạn hay là bất cứ một cái con người nào, thì cái yếu tố cần thiết nhất là đó là cái yếu tố là khiêm tốn ha, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm hạ, humble, vô cùng quan trọng. Quý vị thấy Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tương Ưng á, Tương Ưng hay Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn có một cái kinh Tăng Chi Bộ, kinh số 19, cái pháp số 8, có cái kinh tên là kinh Atula Baharada, tức là Đức Thế Tôn có nói tới tám cái đức tính của biển, tám cái đức tính của biển. Thì giáo pháp của ngài cũng vậy, có những giáo pháp mình dạy nhẹ nhẹ là đưa người ta vào, đưa người ta vào, đưa người ta vào. Đức Thế Tôn không bao giờ khi mà mới vô bước vô là Đức Thế Tôn dạy cái pháp lớn liền. Ngài dạy những cái gì rất là cơ bản, tùy vào căn cơ từng người mà ngài dạy, vô cùng là hợp lý. Do vậy cho nên biển giống như biển cả, cái bờ biển nó cũng lài 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 như thế này, nó có tám cái đặc tính. Và chúng ta quý vị có thể đi tìm về cái kinh đó, hoặc là Đại Chánh Tân Tu số 34 35 có hai cái kinh, nó cũng tương đương. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 5 56 31 chúng ta cũng có cái kinh tương đương. Đức Thế Tôn nói rằng là cái thái độ khiêm tốn của ngài rằng là
Ngài nói rằng là lá trong tay của ta đó, nó ít hơn lá trong rừng. Những cái gì ta biết á, không phải là ta dạy hết. Do vậy cho nên cái việc mà nghiên cứu học trò của mình trước khi dạy nó cực kỳ là kỹ lưỡng, Đức Thế Tôn cực kỳ kỹ lưỡng. Do vậy Đức Thế Tôn đúng là một bậc đạo sư lớn. Do vậy cho nên Ngài nói với các vị tỳ kheo này, này quý thầy, cái lá mà tôi nắm trong tay á, cái lá là Simsapa này nè, tức là một cái lá, một loại cây 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 trắc, cây cẩm lai á. Ngài nắm một nắm lá trong tay, trong kinh Tương Ưng số 56.31, quý vị có thể đi tìm. Và trong đó Ngài nói rằng là cái kiến thức mà tôi dạy cho quý thầy nó chút xíu trên tay này thôi, còn cái gì mà tôi biết ấy, nó nhiều hơn, nhiều vô cùng. Nhưng mà ở đây tôi dạy cho quý thầy nào là Bát Chánh Đạo, dạy cho quý thầy Tứ Diệu Đế, dạy cho quý thầy, thầy cách thiền định, quý thầy để có thể giải thoát bản thân mình. Còn những cái thứ khác tôi không bao giờ tôi dạy hết. Do vậy cho nên chúng ta hiểu rằng Đức Thế Tôn là một con người trực tiếp, thẳng thắn, giải quyết những cái vấn đề rất là cấp bách. Đức Thế Tôn không có đem giáo pháp của mình ra, hay đem cái tầm hiểu biết của mình ra mình khoe mẽ. Đó là cái thái độ của một một vị một bậc thầy. Và Đức Thế Tôn đã đem hết những cái tâm tư của Ngài và cái tình cảm của Ngài để mà đem vào giáo pháp. Cho nên cái khả năng hy sinh của Ngài, Ngài hy sinh cả một cuộc đời của Ngài, hy sinh hết tất cả, ngay cả cái dòng tộc Shakya, dòng tộc Thích Ca. Sau khi Ngài đi tu rồi đâu còn ai làm vua, mấy vua sau Ngài á rất là yếu, và cái dòng tộc Thích Ca đã bị tàn sát sau đó, không còn nữa, thậm chí bây giờ cũng không còn. Còn vài trăm người ở bên Nepal, vẫn còn vài trăm người, cái tộc Thích Ca nó vẫn còn lại, mới gây dựng lại thôi. Ngài biết rằng cái tại vì Ngài đụng độ tư tưởng cho nên là cái hậu quả rất là lớn, nhưng mà Ngài ý thức được là cái chuyện đem giáo pháp cống hiến cho Đức, cho tất cả giống dân khác, nhân loại khác trên cái hành tinh này. Do vậy cho nên Ngài không có vì cái ích kỷ cho bản thân, cho nên cái khả năng hy sinh pháp của Ngài vô cùng là lớn lao. Ngay cả Ngài Phú Lâu Na cũng vậy, giảng cho người ta chửi trong mặt mình mà cứ nói ô, vậy là nó hiền, nó chưa có giết. Mà chừng nào ông đã giết nó, ô vậy là cũng quá ngon rồi, giết mà ta đang nói pháp thì cũng được. Có nghĩa là quý vị thấy có học trò nào nó thiết tha như vậy không? Có phải nói là cái đức độ của Đức Thế Tôn nó kinh khủng khiếp phải không, to lớn vô cùng. Do vậy cho nên Ngài Phú Lâu Na một bậc đại trí tuệ, nhưng mà Ngài Ngài rất là khiêm hạ đối với và hết lòng với Đức Thế Tôn. Do vậy cho nên cái việc mình xây chùa làm đạo ở cái xứ này là một trong những cái cách làm thôi. Và cái việc chính của mình là cái chi? Làm như thế nào để chúng ta có hai cái món thức ăn này? Giống như là cái câu chuyện trong cái chiếc áo, chéo áo, quý vị thấy có Bảo Châu đấy, cũng cạo đầu, cũng xuất gia đấy, cũng đi vô thọ năm giới đấy, cũng 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 quỳ xuống, cũng tiếp nhận giáo pháp của Đức Thế Tôn đấy. Nhưng mà chúng ta cứ lây quay trong cái chuyện không đâu ra đâu hết. Cũng giống như chúng ta nghèo nàn như vậy đó, có tiền có của trong tay nhưng mà kibo lúc nào cũng không dám tiêu xài, lúc nào cũng không có dám thoải mái với bản thân, hoặc là không có theo không có lúc nào mà mình thấy nó cũng thiếu hết. Do vậy cho nên quý vị thấy gà què ăn quẩn cối xay, hát đi hát lại tối ngày một câu, có nghĩa là sao? Cái chuyện này là chuyện thật. Thầy có một ông thầy nói chuyện với một ông hòa thượng, nói này không phải là mình nói xấu người ta, nhưng mà có một cái điều này nó nên chúng vị quý vị phải nên hiểu. Hòa thượng nói cần chi, tụi con đâu cần phải làm cái gì, mỗi ngày ăn một cái hũ cốt thôi là đủ rồi, chùa thầy để lại cho tụi con mỗi ngày ăn một hũ cốt thôi. Có nghĩa là cái chùa đó là ngày xây một cái tháp và ngày đựng rất là nhiều cái hũ cốt trong đó, có nghĩa là mỗi ngày là chỉ cần một người tới cúng thôi là đủ ăn rồi, tụi con khỏi cần nghiên cứu lo cái việc gì mà cho nó phiền não. Rồi tiếng nói cho học hành làm chi, tiến sĩ đâu bằng tiến linh, tiến linh là tức là cúng cô hồn.
cúng tiến linh đó. Đây là những câu nói thật thẳng thắn. Họ nói thầy, khi mà hỏi thầy trực tiếp, hỏi thầy thầy học học cái chi, tiến sĩ gì sao bằng tiến linh, có nghĩa rằng là anh học cho đã rồi cuối cùng anh cũng nghèo thôi à, tôi tiến linh như vậy đâu tôi có tiền, tôi xây dựng này kia khác nào vân vân. Cứ có một bài kinh đó hát tới hát lui. Thì tại sao là một con gà què nó cứ ăn quẩn có sai? Tại vì nó là một con gà què. Còn chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn chứ không phải là con một con gà què, không thể nào mà cứ hát một bài hát hoài để mà có tiền. Thì giống như anh chàng này lay quay đi tìm cơm ăn áo mặc, nhưng mà đâu có biết rằng mình đang có một cái hào viên minh châu sáng rực trong túi như thế. Không thoát xác làm một con phượng hoàng, nhưng mà chỉ là một con gà què thôi, thích như vậy. Bởi vậy cho nên trong cái tâm thức và cái tâm lý của người xuất gia tu tập, cho nên là xuất gia lẫn tại gia, thưa quý vị, nhiều khi chúng ta quên, không có lỗi tại ai hết, lỗi tại là chúng ta không có chánh niệm, chúng ta hay lãng quên, và chúng ta cứ đi lành quanh mà chúng ta quên có hạt châu ở đây. Nghe là kinh nói nha, không có thầy nói, giận thầy. Thành thử cho nên á, thành thử cho nên cái phẩm này gửi cho chúng ta một cái thông điệp vô cùng là lớn. Cho nên chúng ta nghĩ rằng bây giờ tụng một thời kinh Pháp Hoa để cầu phước, để người ta có tiền xây chùa, là cái điều đó là vô cùng là trái ngược lại với cái tinh thần kinh Pháp Hoa. Nhưng mà có những cái niềm tin như vậy rất là tội nghiệp. Thì chúng ta không có phải nói rằng là ai đúng ai sai, tại vì cái chuyện đúng sai không quan trọng, mà cái chuyện quan trọng là cái gì, thì chúng ta có thực sự là có những cái thức ăn pháp hỷ và thiền diệt, thay vì chúng ta phải đi tìm lanh quanh trong đời của mình. Thì khi mà chúng ta nếm được cái mùi an lạc của pháp rồi á, thì cho dù mình thiếu thốn một chút vật chất mà lòng của mình đầy gió đầy trăng, cho ta lúc nào cũng lòng cũng nhẹ nhàng tươi mát và thảnh thơi. Còn không là cho dù là chúng ta đang ở một cái chùa to khủng bố, tiền bạc thì rủng rỉnh, nhưng mà cái tâm thức vô cùng nghèo nàn, chuyện đó là chuyện chắc chắn. Ngay cả cuộc đời sống của mình cũng vậy, mình có một chút phước đức ông bà tổ tiên để lại, rồi chúng ta cũng có thể có công ăn việc làm, cũng có công ăn việc làm, cũng đi chùa, cũng từ thiện đủng đỉnh, nhưng mà rồi cái buồn phiền của mình thì nó âm ấp, nó không có hiện ra bây giờ. Thì khi mình nghĩ sâu hơn nữa thì một cái mạng sống của mình nó đi qua một cái vèo, ai mà chả chết, như hà sử lưu, vãng nhi bất phản, nhân mạng như thị, thể giả bất hoàn, có nghĩa là như nước sông nó chảy qua, nó qua rồi không bao giờ trở lại. Mạng người cũng như vậy, cứ như thế mà đã trôi đi, vân vân. Và thời gian chúng ta rô vô cùng là quý giá. Thành thử cho nên cái nhiệm vụ của một người đệ tử của Đức Thế Tôn là quay trở về, làm cho cái năng lực chánh niệm của mình nó hừng hực, lúc nào nó cũng có mặt, để làm chi, để có thể nhận diện tất cả những cái phiền muộn vui buồn nó hiện ra trong tâm của mình, hòng để mình có thể chuyển hóa nó, đừng có để tiếp tục nó cứ đi vào cái quay cuồng, cái quỹ đạo tham sân si mạn nghi ác kiến của mình. Đó là cái gợi gắm của Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã đặt vào cho chúng ta cái hạt giống cái đó, mà chúng ta có đủ niềm tin hay không. Điều quan trọng nhất là chúng ta có đủ niềm tin rằng ta là con nhà giàu, hay là ta chỉ là một con gà què. Nó què nó mới ăn quẩn có sai phải không? Đợi chừng nào sai, nó rớt hột nào thì nó mới lụm. Hên xui, sai kỹ quá làm sao có chuyện rớt hột gạo nào ra mình ăn. Quý vị biết cái cối xay lúa mà phải không? Vâng. Đó là cái hình ảnh rất là dễ thương và diễn bày là chúng ta không có chịu phát triển. Cái một bài học thứ năm mà chúng ta có thể đọc học ở đây, đó là cái chi, khả năng bao dung. Và tha thứ. Tại sao như vậy? Đây là nó cũng giống như cái giá trị này này. Nó liên hệ cái điều số 1. Tại sao thầy nói như vậy? Ở đoạn số 7 á, quý vị thấy á, vô cùng quan trọng. Đoạn số 7. Cái đoạn cuối á,
đoạn cuối của cái đoạn số 7 á, cái đoạn thơ đó, ca diếp ông nên biết 500 vị tự tại, các chúng thanh văn khác cũng sẽ làm như thế. Vị nào vắng mặt đây, ông nên vì tiên thuyết tuyên nói. Đây là cái câu kệ hay. Tại sao vậy? Quý vị còn nhớ là khi Đức Thế Tôn chuẩn bị giảng kinh Pháp Hoa có bao nhiêu người bỏ chạy không? 500 người bỏ chạy. Tại vì nói rằng là ông thầy này ông cũng nói đi nói lại có cái bài Pháp Hoa hoài, nói gì mà kiếp này qua kiếp kia. Cho nên chán quá, không có cái gì mới mẻ hết, bỏ đi. Là 500 vị A-la-hán, rồi 500 vị tỳ kheo, người ta nói là tăng thượng mạng, tức là ông này ông khinh thường. Thì Đức Thế Tôn cái đoạn này Đức Thế Tôn gửi gắm rằng là cho dù các vị ở ở đây hay không ở đây, tức là cái người mà khinh thường Đức Thế Tôn á, bỏ không thèm nghe pháp Đức Thế Tôn á, nhưng mà Đức Thế Tôn nói không sao hết, mấy đứa đó là cũng thành Phật mà thôi. Do nên do vậy cho nên trong cái đoạn này chúng ta thấy được cái khả năng từ bi của Đức Thế Tôn. Mà thầy nghĩ rằng là chúng ta nên lấy cái đoạn này làm một phẩm để nói cho cái ý tưởng này nó rõ ra. Tại vì cái ý tưởng này nó nằm rất là nhỏ, ít khi đọc, nhiều khi không có thấy. Rằng là năm cái số phận năm năm ngàn vị năm ngàn vị tỳ kheo rời khỏi chúng hội Pháp Hoa, khi mà Đức Thế Tôn chuẩn bị giảng kinh họ sẽ ra làm sao, thì cho tới hết quyển kinh này đâu có nhắc tới họ. Thì chỉ có giai đoạn này mà Đức Thế Tôn nói cũng rất là mờ mờ, do cái người làm chép kinh lại nó không có rõ. Vậy cho nên là chúng ta nên làm một phẩm nữa, nói rõ cái chi tiết này ra, cho rằng là cho dù rằng là các thầy đó có bỏ đi đi chăng nữa, các ông thầy đó không có dễ thương đi chăng nữa, nhưng mà đời nó vô thường, có khi ông dễ không dễ thương lúc đó, nhưng vài bữa ông tỉnh ngộ, giống như cái bà lão kia ngay từ ban đầu thầy thưa đại chúng đó. Tại vì cái hạt giống chánh niệm, hạt giống tỉnh thức, hạt giống giác ngộ nó có mặt trong trái tim của từng người. Đó là cái thông điệp lớn nhất của kinh kinh Pháp Hoa. Do vậy cho nên cái đoạn này là một trong những đoạn hay nghe quý vị. Quý vị nên 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 nên, nên lưu ý. Cho nên Đức Thế Tôn ngài thấy chúng ta thấy cái tâm bao dung và tha thứ Đức Thế Tôn rất là rộng lớn. Ông dặn ngài Ca Diếp rằng là mai mốt ông có gặp 500 vị ông 500 vị kia và 5.000 vị kia, cứ nói các vị đó ông nên vì ta nói. Trong cái văn bản kinh, văn bản chữ Hán á, chữ chữ Tàu á, cái văn bản chữ Tàu có nói rất là rõ, nói rất là chi tiết cái đoạn này ha. Ca Diếp dĩ nhữ Ca Diếp nhữ Ca Diếp nhữ dĩ tri, tức là này Ca Diếp ông nên biết ngũ bách tự tại giả, tức là 500 vị ở đây đắc cái quả vị là vô ngã tự tại, tức là thông dong mới giải thoát đó. Dư chư thanh văn chúng, dự chư thanh văn chúng diệt đương phục như thị kỳ kỳ bất tại thử hội nhữ đương vi tuyên thuyết, tức là những cái vị mà không có mặt ở đây đó, cho dù là không có ở cái chúng hội này á, tức là bất tại thử hội, tức là những cái vị không có mặt đang ở trong chúng hội này á, thì các vị này ông hãy vì tôi mà nói cho các vị đó dùm rằng á, là các vị đó cũng sẽ là Phật, có một cái tên là gì, Phổ Minh. Cho nên là 500 vị A-la-hán đó quý vị thấy không, bây giờ chúng ta mới bắt gặp rằng là 5.000 vị A-la-hán, 5.000 vị tỳ kheo mà bỏ chúng hội đi đó thì cũng sẽ được làm Phật. Đó là cái thái độ vô cùng là từ bi của Đức Thế Tôn. Tất cả đều là phổ minh cả. Và ngay cả chúng ta cũng vậy, chúng ta đâu có ngồi nghe Phật nói trực tiếp, đâu có biết được, có thể là trong trong số chúng ta là những cái con người cũng là khinh thường Đức Thế Tôn rồi bỏ đi 2.500 năm về trước. Nhưng mà không sao hết, thì chúng ta cũng được làm Phật Phổ Minh. Nếu mà chúng ta tu hành đàng hoàng, chúng ta thọ trì cúng dường các vị Phật như thế này thế kia, nuôi dưỡng khả năng pháp thiền duyệt pháp hỷ, khi nuôi dưỡng cái khả năng chánh niệm trong trái tim của mình, thì thế nào mình cũng được thành Phật mà thôi. Đó là một cái thông điệp vô cùng là từ bi.
mà Đức Thế Tôn gửi ra, gửi gắm cho chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào cái phẩm này nó rất là ngắn gọn, nhưng mà có rất nhiều cái chi tiết nằm trong đó, nhiều khi chúng ta không có đã chạm tới. Cho nên khi mà chúng ta tụng quá thì chúng ta tụng luống qua thôi. Thì chúng ta không có thấy được cái thông điệp nó nằm sâu trong cái từng cái lời kinh như vậy. Thì thầy nghĩ là chúng ta dừng lại ở đây. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Thầy tính là mình sẽ học luôn cái phẩm thứ 9, nhưng mà thầy nghĩ chắc không đủ thời gian. Thành thử cho nên là mình sẽ dừng kinh lại, mình sẽ không học cái phẩm thứ 9 để đợt sau. Đại chúng có cái câu hỏi gì thì mình nên học. Thì thầy xin trước khi thầy chấm dứt thì mình rút gọn lại một vài cái vấn đề ha. Cái thứ nhất là Đức Thế Tôn trao cho chúng ta một gợi ý cho chúng ta và nhắc cho chúng ta rằng là có một cái viên minh châu, tức là có một cái khả năng giác ngộ nó nằm ngay trong trái tim của mình. Thứ hai là chúng ta có đủ niềm tin hay không, chuyện này quan trọng lắm. Mai mốt chúng ta sẽ đi vào, nó có một cái cụm từ gọi là vô sinh pháp nhẫn, tức là chúng ta có đủ cái lòng kham nhẫn, đủ cái lòng kham nhẫn để nhận lấy cái này hay không, nhận lấy rằng ta có khả năng làm Phật hay không. Nhẫn tức là kham, chịu đựng, chịu được hay không. Tại vì có những cái mình chịu không được, ví dụ như mình nói rằng tôi chỉ là người ngu dốt, làm gì có khả năng làm Phật. Cho nên khi ông Phật nói là anh cũng có thể năng làm Phật, thế thì mình không tin được. Mà khi mà chúng ta không có tin được thì chúng ta không thể nào phát triển được cái khả năng của mình. Do vậy cho nên mình có đủ cái niềm tin hay không. Mà khi mà chúng ta đủ cái niềm tin rồi á, là do vì chúng ta thấu hiểu ha? Chúng ta có thấu hiểu hay không. Cho nên cái năng lực chánh niệm, cái năng lực chánh đẳng chánh giác mà chúng ta hay bắt gặp trong kinh điển, có nghĩa là cái năng lượng chánh niệm lúc nào nó cũng thường trực trong trái tim của mình. Thực chất cái đó là không phải là niềm tin nữa, mà nó là một cái phương pháp hành trì, chứ không phải chỉ là niềm tin. Ví dụ như chúng ta buồn, chúng ta nhận biết buồn không? Chúng ta vui, chúng ta có nhận biết chúng ta vui hay không? Thì rõ ràng chúng ta là cái năng lực nhận biết sáng rực như thế. Và bản thân cái sự nhận biết đó là cái khả năng nuôi dưỡng chúng ta, tạo ra giới, tạo ra định, tạo ra tuệ trong con đường tu tập của mình. Đó là cái danh từ mà chúng ta hay bắt gặp. Và điều thứ ba là chi? Khi mà chúng ta phát triển cái khả năng tu tập, thì cái yếu tố chúng ta có thể đem nắm rõ pháp, và chúng ta muốn đem pháp truyền 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 dạy cho người ta bằng cái phương pháp giống như là thọ ký, tức là tưới tẩm những hạt giống tốt, hoặc là những cái phương pháp giáo dục, thì nó cái yếu tố đầy khiêm hạ này và cái khả năng bao dung từ bi này, đó là cái chất liệu của một con người Phật tử. Phật tử có nghĩa là đệ tử Đức Thế Tôn. Đó là những cái vài cái điều mà chúng ta học được cái điều này. Và cái khả năng năng lượng chánh, cái năng lực chánh niệm mà thầy nói đó, có khi được diễn bày giống như cái tên của một ông Phật, tên là Phổ Minh Phật, hay là Pháp Minh Phật, Phổ Quang Phật, Đại Quang Sát Trí Phật, vân vân. Đó là những cái danh từ để diễn bày cái năng lực Bồ Đề Tâm của mình, năng lực tỉnh thức của mình, chứ không có cái gì hết. Cho nên chúng ta có thể học được trong cái danh hiệu của các vị Phật chuyên chở cái pháp hành trong đó. Đó là cái phẩm mà ở đây chúng ta học. Vậy cho nên chúng ta không có chúng ta quý vị nên về nhà coi cái vua cái phim gọi là vua vua sư tử, Lion King đó. Đó mà, Lion King, King of Lion, vua sư tử. Là nó bị thất lạc khi mà bị chú nó đánh gài bẫy rồi, cái con sư tử con nó bỏ đi đó. Rồi một nó ở với con heo, nó chơi với con heo, nó chơi với con này con kia, rồi cuối cùng nó nghĩ nó là không phải là vua, nó chỉ là con heo con gì con kia thôi, nó không có biết quấn lộn gì hết. Rồi quý vị có thể coi cái phim hoạt hình thứ hai, đó là Madagascar.
cũng diễn tả một anh chàng sư tử mà đánh mất khả năng sư tử. Ảnh là con sư tử diễn diễn làm xiếc hay làm circuit ha, ở New York, rồi cả một bọn của nó rủ trốn đi về Madagascar. Madagascar là cái hòn đảo ở châu Phi đó, trong đó có rất là nhiều thú. Thì anh chàng muốn khôi phục lại cái khả năng sư tử của mình, nhưng mà anh không có biết. Và chúng ta cũng vậy, cho nên nhiều khi chúng ta muốn khôi phục lại cái khả năng giác ngộ của chúng ta không có đủ cái niềm tin rằng chúng ta có cái viên minh châu trong này. Thì hai cái phim rất là dễ thương quý vị có thể coi là Lion King, tức là Vua Sư Tử, và cái phim Madagascar number 2, number 1 number 2 gì đó. Thầy có coi rồi, rất là dễ thương, và cái thông điệp vô cùng là ấn tượng. Cho nên muốn khôi phục lại cái khả năng làm sư tử, làm vua, làm chủ, chúng ta không có để cho những cái thứ rắc rối nó làm chủ đời mình. Rất là dễ thương. Vậy cho nên là ánh sáng giác ngộ đó là cái khả năng làm chủ mà ai cũng có. Đức Thế Tôn luôn công nhận, Ngài vô cùng là công nhận cái giá trị của đời mình. Đó là cái kinh nội dung của cái bài hôm nay. Thầy xin cảm ơn đại chúng chịu khó lắng nghe. Quý vị có câu hỏi chi thì hỏi. Thầy đọc vô mấy cái bình giảng của các vị khác thì của kinh Pháp Hoa này rất là nhiều, thành ra chúng ta có thể có thời gian, chúng ta có thể đọc học hỏi thêm nếu quý vị có cái thời gian đọc vào những cái phẩm này. Là chúng có câu hỏi gì không? Không ai có câu hỏi gì hết. Thầy khi nào nghĩ ra nói cho thầy biết. À, sao con? Dạ, con muốn hỏi thầy một câu ạ. Con hỏi đi. Thì người thân con ấy, thì con có một người thân thì kiểu cũng cũng thì con cũng không có rõ là bác đó có kiểu tu tập ở nhà hay gì đó, nhưng mà con thấy là khi mà mỗi khi mà ở chùa có những cái lễ hội lớn thì bác ấy đều tham gia. Và thì tối hôm qua khi mẹ con về thì mẹ con có nói với con là bác ý vừa mới tham gia một khóa lễ về. Thì con mới hỏi là thì kiểu khóa lễ như nào á, thì bác ấy mới nói rằng là khóa lễ đó là khóa lễ mỗi năm đi một lần ở Yên Tử thì phải đi 3 năm thì mới có đủ phước, thì năm nay mới là năm thứ hai, còn năm sau sẽ đi lễ tạ. Thì kiểu khi mà nói chuyện với bác ấy thì con thấy kiểu cũng kiểu con có con thấy là con cảm giác rằng là bác ấy không có tu mà bác ấy chỉ là kiểu đi chùa rồi xong là thôi ạ. Con cũng không biết nói rõ như nào nữa, nhưng mà kiểu xung quanh con có khá là người hiểu 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 sai về Phật pháp, nghĩ rằng là cái việc mà mình chỉ đi chùa thôi còn về thì mình sống như nào cũng được ấy. Con cũng không biết có đúng không nữa. Thì con không biết là con có với cái vốn hiểu biết một chút của con ấy, thì không biết là con có nên nên nói hoặc là như nào không, hoặc là con mặc kệ. Dạ. Có một cái bà kia bà lên bà hỏi thầy, nói bà thầy là bà thầy người thân của con, người bạn của con ấy, người bạn của con có một người thân vừa mới mất,
Đó là cô ấy bị COVID mà mất. Thì thầy dạy là hãy đừng có đồng nhất cái niềm đau nỗi khổ của con với đồng đồng nhất mình với cái niềm đau nỗi khổ. Thầy dạy như vậy, nhưng mà con khuyên bạn con thì bạn con không có nghe. Thì cô vị đó lên mới giải thích, xin hỏi thầy là thầy phải xử lý làm sao, tại bạn của con, bạn cái cụ đó khi mà khuyên như vậy thì bạn con mới nói chứ mày ngon thì mày đợi tới khi nào mà mày mất người thân của mày đó thì mày biết, mày ngon thì mày để cho người thân mày biết rồi mày hãy biết. Đó là một cái câu chuyện thứ nhất. Cũng có những cái câu chuyện tương tự như vậy. Thì có một cái vị kia trong cái đợt này là hai người bạn nói chuyện với nhau. Họ nói rằng là đợt này bị COVID thì nó thất nghiệp. Cho nên nó hả mất nhiều tiền quá, không có income, tức là không có thu nhập. Thì người bạn kia mới nói với cái cô đó rằng là ôi tiền bạc mà vô thường mà vật chất mà có cái chi đâu, buông bỏ đi. Thì cái người đó quay lại mới nói đi, mày ngon mày bỏ hết nhà của mày đi. Thì cái câu chuyện đó thì nó tới hỏi thầy là thầy phải xử lý làm sao. Những câu chuyện tương tự như vậy thì giống như bây giờ con thấy một người bạn tu, là con thấy là như nó cái gì đó sai sai, cái quan niệm nó sai, con muốn giúp mà không biết có giúp làm sao. Bởi vậy cho nên những cái câu chuyện tương tự thì ý thầy muốn nói á, là cái chi khi mà thật sự, khi mà con người mình thật sự khi mà con người mình đã đầy đủ thật sự là buông bỏ được cái, thì mình mới nói thì người kia họ sẽ buông bỏ được, thường nó không vậy. Cũng như vậy, khi mà thật sự mình nắm vững chánh pháp, mình tu thực sự chánh pháp thì lời nói của mình nó sẽ thay đổi được, và cái cách sống của mình có thể thay đổi được. Còn mà nếu mà mình cái năng lượng của mình nó yếu thì mình nói nó sẽ gây ra một cái sự xung đột, tại vì nó đụng tới niềm tin. Thí dụ như cô đó tin rằng là những ai quyết chí tu hành không về yên tử, có về yên tử thì mới đành lòng tu. Có nghĩa là ai muốn tu thiệt là phải về yên tử mới được, chứ còn tu tu dở tu tu giả thì không có về yên tử, có nghĩa là tu giả, tu không có, cô không có tới nơi tới chốn. Thì cũng có những người tin như vậy, cho nên em nói rằng là cả một đời tu của anh mà anh không về yên tử thì anh chưa phải là thầy tu thứ thiệt, có phải không? Trong cái câu đó, những ai quyết chí tu hành không về yên tử, không đành lòng tu, tức là lòng không có bình an, không có đành lòng, không có lắng dịu, vân vân. Cũng như vậy thì cũng có những người họ tin rằng là họ lạy 5.000 lạy thì phước của họ nó đầy bồ. Con biết cái bồ lúa không? Cái bồ tức là cái đồ mà người ta ta khoanh tròn lại, người ta đổ lúa, ở trong Nam nó gọi là cái bồ lúa. Không biết miền Bắc gọi cái chi. Thì họ nghĩ rằng là họ lạy 1.000 danh hiệu lạy Phật thì họ sẽ có phước. Thì đó là cái, nó thuộc về cái niềm tin. Và khi mà một cái niềm tin á nó xảy ra đó, mà mình không có một cái phương pháp nào cụ thể để mình thay đổi cái niềm tin đó đó, thì mình khoan hãy làm gì hết. Theo thầy là như vậy. Ví dụ như chúng ta có thể cúng cô hồn, cúng ông bà tổ tiên của mình, cho dù là ông bà tổ tiên của mình đã mất 1.000 đời rồi, không biết, mình có thể cúng ngày nào cũng cúng, cúng một cách thành khẩn, thì cúng một hồi mình cảm thấy rất là bực bội, mình nói rằng sẽ cúng chứ cúng hoài tốn thời gian thế này thế kia,
Nhưng mà nếu mà đó là niềm tin á, thì mình can thiệp vào thì có thể gây ra một sự xung đột lớn. Nó thuộc về tư tưởng và niềm tin. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta có một cái pháp môn cụ thể hiến tặng cho họ, kéo họ ra khỏi cái niềm tin đó, có nghĩa là thay thế cái niềm tin đó bằng một pháp khắc môn khác cụ thể rõ ràng mà có thể chinh phục được người khác đó, thì lúc đó mình hẳn làm, còn không là nguy hiểm lắm. Cho dù là mình có một cái thiện ý, tức là một cái ý tốt muốn là người ta thay đổi, nhưng mà không bao giờ thay đổi cái gì bằng một cái duyên nào là duyên duy nhất nha. Nó phải hợp, nó rất là nhiều những cái duyên khác nó hợp lại, cho nên cái trái cây mà nó có chín thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian để nó chín mùi. Cho nên mình có thể tặng cho người thân của mình bằng cách sống của mình. Cái lối sống của mình là một cái bài giảng pháp vô cùng hiệu quả đối với người thân của mình. Cái cách mình cư xử, cách mình nói năng, cái cách mà hành động tạo cho người ta một cái ấn tượng giống như một đứa con của mình. Mình sống, nó hỏi sao mẹ làm như vậy, tại sao 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 ba làm như vậy, sao mẹ làm như vậy, thì lúc đó mình mới có cơ hội mình chia sẻ. Người thân của mình thấy rằng con tu như vậy, con nhẹ nhàng không cần phải nói nhiều, là con tu thiền, con tu tịnh độ, con tu kim cang thừa, mật thừa hay là ruột thừa, không cần biết là cái loại thừa chi, nhưng mà cái lòng mình nó mênh mông như vậy đó, hạnh phúc như vậy, bình an như vậy đó, là cái năng lượng đó nó sẽ đụng tới người khác và mình sẽ lân cận. Nếu ví dụ con có cái thiện chí muốn giúp thì bắt đầu mình lân cận, gọi là gần gũi. Mình gần gũi thì cái năng lượng tươi mát bình an của mình nó sẽ ảnh hưởng người ta, và người ta sẽ có cái cơ hội từ từ thì mình sẽ nói. Nhưng mà nên nhớ rằng là ngay cả Đức Thế Tôn cũng vậy, có những người Đức Thế Tôn không có nói được cái gì hết. Ví dụ như trong cái trường hợp Đề Bà Đạt Đa, Đức Thế Tôn đâu có nói được cái gì đâu, ngài đâu có dạy được cái gì nữa. Tự bản thân ổng tới phút cuối sắp chết á, ổng mới giác ngộ ra rằng là cái tình thương thương mà Sĩ Đạt Ta dành cho mình là tình thương thật. Ổng không tin, tại vì Sĩ Đạt Ta là đối thủ của ổng từ cái lúc mà còn là vương tử kìa. Hai anh em cùng 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 nhau đối đầu với nhau để mà giành cái vị thế số 1 thay mặt vua cha, để mà vua cha mất là mình lên ngôi. Cho nên thù hận từ nhỏ. Cho nên khi mà xuất gia rồi cũng vậy, và động cơ đi xuất gia của ngài Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, cũng chỉ vì muốn cạnh tranh thôi. Cho nên Đức Sĩ Đạt Đa không có dạy được, Đức Phật không có dạy được. Mà cái thái độ sống của Đức Thế Tôn mới chinh phục được trái tim của ông. Và phải đợi tới last minute, tức là giờ giờ chót mới 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 cảm nhận được cái năng lượng từ bi mà Sĩ Đạt Đa dành cho mình là thật. Còn xưa nay Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng là anh là đạo đức giả, anh giả bộ dễ thương như vậy để cho người ta đem xôi đem chè tới cúng anh thôi. Cà ri chứ hả? Ủa đó ăn cà ri. Chứ có anh giả bộ anh dễ thương để hòng mà được người ta cúng dường thôi, anh không có từ bi thiệt. Đó là Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng nghĩ như vậy. Đức Thế Tôn đâu có nói cái chi. Do vậy cho nên ở cái trình độ thông minh như Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn có những cái cạn lời thì cuộc đời của mình cạn lời chuyện bình thường nghe con. Có những cái cạn lời không nói được, chỉ có một cái là mình cầu nguyện và mình sống cái đời sống của mình, năng lượng bình an của mình có thể ảnh hưởng đến người khác đó thôi. Cho nên phải vô cùng kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn, phải 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 đúng thời gian mới được, gọi là tùy cơ nghi, tức là tùy vào cái cơ hội và cái trình độ và cái thời điểm.
mình mới nói được. Còn không thì mình nói bằng nụ cười, bằng cái sự gửi năng lượng bình an của mình. Cảm ơn con. Hết giờ chưa? Oh, cũng còn giờ, ai ngủ cứ ngủ. Tội nghiệp mấy người đi làm về. Thưa đại chúng, là học Phật pháp tuy là chúng ta học như vậy, nhưng mà để ứng dụng vào đời sống của mình, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng là lớn. Do vậy cho nên mục đích cuối cùng của của pháp Phật là cái gì? Làm như thế nào để chế tác cái lòng lòng thương, lòng từ bi. Và dĩ nhiên là lòng từ bi nó đặt trên cái nền tảng của sự hiểu biết, cái trí tuệ. Thí dụ mình muốn lấy cái niềm đau nỗi khổ của của người ta ra khỏi đời của họ, nó phải đặt trên cái nền tảng hiểu biết mới được. Và cái tri kiến, tức là cái niềm tin, đụng tới niềm tin là cả một vấn đề lớn. Cả một vấn đề lớn. Kiến gọi là tri kiến, là những cái tri kiến và những cái tà kiến, là những cái không có cái chánh kiến, những cái thấy sai lệch, thì nó sẽ nó cái tính cách nó ràng buộc con người ta nhiều nhất. Tất cả những cuộc tranh chiến tranh xảy ra trên thế gian này đều không có chánh kiến. Tại vì chiến tranh là chỉ có giết chết thôi, chứ không ai thắng ai thua hết. Cho nên chúng ta đứng về phương diện này, ta nói rằng nó là kẻ thù, chúng ta phải giết nó. Thực ra chúng ta còn có phương pháp hòa bình mà, nhưng mà chúng ta không có sử dụng, chúng ta không đủ kiên nhẫn. Cho nên chúng ta phải bằng cái biện pháp vũ lực, tước đoạt, chém giết. Và trong tâm thức của mình cũng vậy, có một cái xung lực, thấy ai không có vừa ý mình là mình can thiệp, mình nói nhân danh này nhân danh kia. Phật pháp cũng vậy. Do vậy cho nên mình hãy đem một cái mình hãy làm một cái giếng nước vô cùng là thơm mát để người ta khát nước người ta uống, chứ chúng ta không có làm một cái nồi nước sôi. Chỉ có luộc người ta thôi. Cùng là nước mà chúng ta không có cố gắng để cung cấp thêm cái nhiệt. Không cần. Hãy làm một cái ly nước lạnh. Trong cái văn hóa người Trung Hoa, người ta có cái câu rất là hay. Bạn hữu chi giao đạm như thủy. Có nghĩa rằng là cái người quân tử, quân tử chi giao, có những cái người mà tốt với nhau trong cuộc đời này, nó phải lạnh lẽo như nước lạnh như này. Chỉ có nước lạnh mới cứu người ta thôi. Còn cái nước này nước mao thì làm sao mà cứu được. Cho nên bạn bè trong cuộc đời cũng vậy. Những con người mà họ sống chân thành, họ sống bình an, tươi mát, nhẹ nhàng, giống như một ly nước lạnh này, thì mới có thể mình có thể có khả năng đi chơi được. Tại vì họ có thể cứu mình được. Chứ còn nhiều khi họ 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 đóng kịch nhiều quá, họ sĩ diện, họ đóng kịch nhiều quá thì không có được, không đi về đâu hết. Đó là cái trí tuệ của người khác. Do vậy của văn hóa Trung Hoa. Do vậy cho nên chúng ta tu tập thì chúng ta hãy hãy làm một cái giếng nước cho nó thiệt là trong, nó thiệt là mát. Và khi nào cần thì mình sẽ cung cấp một ly nước mát cho người ta, để cứu được người ta. Và pháp của Đức Phật là như thế. Ok. Là chúng có cái chi nữa không? Đi thì cho đi ngủ. Rồi, cảm ơn đại chúng vô cùng. Đại chúng mình chấm dứt ở đây. Đại chúng có thể viết cho thầy câu hỏi sau.
Thầy xin giải đáp bằng cái hiểu của thầy. Giờ đại chúng cứ thở, trở về với hơi thở của mình. Thở vào, thở ra. Rồi, cảm ơn đại chúng. Cái câu hỏi của Trí Dũng lúc nãy đó là ở chùa mình, ở nhà mình có cần cúng cơm cúng gạo hay không, thì thầy nghĩ là cái công phu chiều thứ bảy đó là cái công phu của dành cho các chùa, họ cúng thí thực vào mỗi buổi chiều thứ bảy, thành ra hoặc là mỗi buổi chiều công phu chiều đó, đó là cái nghi thức soạn từ cái tiểu mông sơn, tức là mông sơn thí thực. Thành ra mình không cần phải ở tại gia, ở nhà thì mình không cần phải làm chuyện đó, tới cái đoạn đó mình có thể lược qua. Trong cái phần mà công phu chiều thứ bảy nó có bài kinh Phước Đức phải không, kinh Phước Đức, kinh Bát Nhã rồi các cái bài sám, chúng ta đọc một phần đó thôi. Còn khi nào mà những cái dịp lễ cuối năm hay là cái gì đó mà mình muốn cúng thí thực thì chúng ta cũng có thể sử dụng. Và chúng ta biết rằng là cúng thí thực đó nó xuất phát từ cái tình thương của mình, cái nền tảng là mình xuất phát từ tình thương của mình, chứ không phải là mình tưởng tượng ra là có một con cô hồn nó bay là đà tới nó lấy đồ ăn, nó kỳ lắm. Không phải vậy, có nghĩa là tình thương, cúng tình thương của mình. Do vậy cho nên mình ở tại gia mình không cần làm cái đó, mình chỉ đọc những cái bài kinh giống như kinh Phước Đức, kinh Tâm Kinh Bát Nhã và một số bài 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 kệ, bài bài kệ hoặc là bài sám hay hay, đơn giản thôi. Còn cái phần thần chú gia trì thức an tịnh thức này kia khác nọ các cái mình lược qua, không cần thiết. Chừng nào mình cúng thì mình hãy đọc. Rồi, cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Chúc các vị ở Việt Nam có một ngày mới bình an. Thưa thầy, ở trong Facebook có người À, hỏi thầy có muốn trả lời không ạ? Không muốn trả lời hôm hỏi nay gì sao? không? Không vấn đề. Con mở cái này lên thì nó mở Chúc cái đại chúng tiếng ngủ ngon. lên. Con thấy sao con tức tắt cái À, tiếng này. thấy bình an. Cậu hỏi Anh cái gì? Chí Dũng có thể vô trong trong Facebook để con mở cái này lên, nó nghe tiếng trên trong đây á thầy. Con mở cái này ra là nó con mở cái này ra là nó tiến lên con đi sao con tới tắt cái tiếng này. Hỏi Anh cái gì? Chí Dũng, anh Chí Dũng có thể vô trong trong Em tắt cái volume. Dạ, Con mở tới cái này lên nó nghe tiếng đi. trong đây. Oh yeah. Think about it. Một anh hỏi là thưa thầy là cho con hỏi một câu là tại sao Phật nói những gì Ngài chỉ dạy là một nấm lá, nhưng những gì Ngài biết là một rừng cây? Thưa thầy là đại khái là hồi nãy như thầy có giảng về Ồ. cái. Thì
Thì đề nghị là lật cái kinh ra đâu. Dạ thưa thầy, con xin đọc hết cái câu hỏi là mô Phật cho con hỏi một câu ạ. Tại sao Phật nói những gì ngài dạy chỉ là một nắm lá, còn những gì ngài biết là cả một rừng lá cây? Nhưng sau khi Phật diệt độ thì ngài có nói một câu là ngài không còn giữ lại gì của ngài ngộ ra cả ạ. Như vậy Phật có gửi gắm gì không ạ? Đức Phật gửi gắm nhiều lắm. Sao bây giờ mình ngồi nói một tiếng đồng hồ nữa ha. Kinh trong cái kinh gọi là trong cái bộ gọi là Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói tới cái chuyện mà cái gì những gì tôi biết á là nó ít hơn, là những cái gì tôi biết nó nhiều hơn là những cái gì mà tôi dạy cho quý thầy. Và tại sao vậy? Tại vì Đức Thế Tôn mới nói rằng là Đức Thế Tôn không có đưa các thầy đi vào những cái tư tưởng trừu tượng. Ví dụ như Đức Thế Tôn nói rằng là Đức Thế Tôn biết rằng là cái vũ trụ này có thể là hữu hạn hay vô hạn. Nó là làm sao Đức Thế Tôn biết các hạt điện tử nó vây quanh trái đất như thế nào? Đức Thế Tôn thậm chí còn nói là chúng ta có sống chung với hàng triệu tinh hà khác nhau. Cái thời kỳ đó mà Đức Thế Tôn cũng có thể nói được điều đó. Có nghĩa là cái tầm nhìn của Ngài thiên nhãn, có nghĩa là Ngài thấy xa, thấy rộng á. Ngài có thể thấy được, nhưng mà Ngài không có giảng điều đó. Tại vì cái khoa học thời đại lúc đó không nói, người ta không có hiểu. Nói ra làm cái chi? Nói là khoe. Cho nên Đức Thế Tôn không bao giờ phí thời gian. Cho nên trong cái đoạn trong cái kinh Tương Ưng Bộ Kinh thầy có lại nằm ở đây, Đức Thế Tôn nói rất là rõ rằng là tôi không có muốn lãng phí thời gian, tôi muốn muốn dạy cho quý thầy là cách như thế nào là đoạn tham sân si, an tịnh, và làm thế nào để phát triển khả năng trí tuệ, chứng nhập niết bàn, đi vào con đường của các bậc hiền thánh, làm như thế nào để nhận diện ra khổ, tiêu diệt những cái yếu tố làm cho mình đau khổ điêu đứng để nó chặn đứng cái con đường đi vào thánh quả của mình, và vân vân. Cho nên cái điều mà Đức Thế Tôn muốn nói rằng là cái con đường diệt khổ là con đường cấp bách nhất, cái con đường mà nó cứ quấy rối mình, phiền não mình, nó cứ làm cho con đầu của mình nó cứ nó rối bời trở lên ấy. Con đường mà làm lắng dịu đó là con đường mà tôi dành cho các thầy ưu tiên số 1. Còn mai mốt với thầy giỏi rồi đó thì quát vô đây nói chuyện riêng. Chứ còn mà cái chuyện nói chuyện trước đại chúng là Đức Thế Tôn chỉ dạy cái điều vô cùng quan trọng cấp thiết là gì? Làm thế nào anh nắm lấy hơi thở, anh phát triển cái khả năng chánh niệm của mình, đừng có để tâm thức của mình nó chạy lăng xăng nữa, mà ngồi lại với tâm thức của mình. Và suốt suốt 45 bốn mươi mấy năm hành đạo của Đức Thế Tôn, tất cả những bài pháp đều nhắm vô con đường này. Pháp của ta là con đường diệt khổ, có một hương vị, đó là hương vị giải thoát, thoát ra những cái niềm đau nỗi khổ là như vậy. Hôm trước chúng ta đã học rồi, biển có một vị mặn, pháp ta có một vị giải thoát, muốn cung cấp cho người ta một phương tiện giải thoát mà thôi. Còn khi mà Đức Thế Tôn nói rằng là 45 năm rồi, 49 năm qua ta không có nói một cái chi hết, thì có nghĩa rằng một cái câu nói rất là khiêm tốn, rằng là tất cả các pháp của ta nó được trôi chảy từ quá khứ, hiện tại và tương lai, chứ không phải chỉ có riêng Sĩ Đạt Ta. Ta không phải chỉ là một ông thầy duy nhất. Ta được làm bằng cái yếu tố không phải ta. Sĩ Đạt Ta được làm bằng những chất không phải Sĩ Đạt Ta. Cho nên Sĩ Đạt Ta nói như vậy vô cùng là hợp với chánh đạo. Cho nên Đức Thế Tôn muốn nói rằng là chính các thầy hãy tự đốt đuốc lên mà đi. Đó là cái kinh cuối cùng mà Đức Thế Tôn nói trong những cái loạt kinh cuối cùng. Tự thắp đuốc lên mà đi. Các anh hãy tự nương vào hòn đảo, hải đảo tự thân của các anh mà sống. Hòn đảo đó là cái viên minh châu mà chúng ta đã vừa học đấy. Tức là cái năng lực chánh niệm sáng rực để chúng ta khôi phục lại, mình là làm chủ cuộc đời mình, chứ đừng có để cái buồn phiền bất an khổ cực
phiền não nó cứ tới, nó xóa mũi mà nó dắt đi hoài. Rồi nhiều khi mình quên mình là cái người nhận ra cái đó, mình quên mình là chủ. Khổ là khổ của tôi, nhưng mà mình cố biến thành là tôi là khổ. Có nghĩa là mình đánh mất đi cái identity của mình là như vậy, mình đánh mất đi cái căn cước của mình. Cái căn cước của mình là ánh sáng, là viên minh châu, vân vân, là như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn muốn nói như vậy, cái hai điều: một là Ngài vô cùng là khiêm tốn, Ngài là một vị Phật, và sẽ có rất nhiều vô lượng ngàn các vị Phật khác nhau. Chúng ta là một hành tinh vô cùng nhỏ bé trên cái thiên hà này, và nó có hàng triệu thiên hà khác nhau. Do vậy cho nên là những cái thế giới bên ngoài kia chúng ta không bao giờ mường tượng tới. Cho nên những cái gì mà chúng ta chưa biết thì chúng ta đừng có nói rằng là không có. Do vì chúng ta chưa biết. Thành thử cho nên Đức Thế Tôn biết nhiều, nhưng mà Ngài vô cùng là thực tế, thực tiễn, là phải giải quyết vấn đề ngay bây giờ. Không có ngồi thời gian lý luận. Có rất là nhiều luận sư tới hỏi Đức Thế Tôn không gian hữu hạn, vô hạn. Đức Thế Tôn nói anh mà ngồi đây anh nói hết kiếp này qua kiếp kia, cái kiếp sống anh có thể chấm dứt, nhưng mà những cái điều lý luận nó không bao giờ chấm dứt. Thì những cái vấn đề mà tồn tại không tồn tại, vật chất phi vật chất, những cái chuyện này là hai mươi mấy thế kỷ trong cái thời văn minh loài người, người ta đã nói, tới bây giờ vẫn còn nói. Con gà cắt trước con gà có sao, vẫn còn nói. Đó là những cái lý thuyết, cái tâm và cái body and mind, cái soul, tức là linh hồn và thể xác khác nhau hay một. Đó là những cái chuyện là vô vô cùng là phổ biến trong các cái thời đại của loài người. Vậy nên Đức Thế Tôn nói rằng là anh nói đây đi, anh có thể nói 100 kiếp khác nhau, cái việc này nó vẫn còn, cái cầu quần nó không đi về đâu hết, mà nỗi khổ của anh là vẫn còn. Cho nên là cái Ngài mới đưa ra cái ví dụ mũi tên đó. Mũi tên độc bắn cái bụp vô đây rồi, trước mắt là phải đi tìm bác sĩ y tá mà hãy lấy thuốc mà lấy cái mũi tên này ra, chứ không để nào, không thể nào mà nắm cái mũi tên lại nói rằng là mũi tên này made in China hay là made in USA. Cái mũi tên này được sản xuất ở ở Japan hay là sản xuất ở đâu, đứa nào làm, hãy công nhân là loại 1 là loại 2. Công nhân được trả bao nhiêu tiền mình sản xuất mũi tên như vậy. Đâu có thể nào mà rảnh hơi mà ngồi đó đặt ra những câu hỏi. Do vậy Đức Thế Tôn vô cùng là thực tế, nó là sử dụng thời gian của mình quý báu, giải quyết những vấn đề khổ khổ đau của mình, và hãy thắp lên cái ngọn đuốc ánh sáng cái tâm thức của mình, gọi là phổ minh Phật, phổ quang Phật, phổ pháp minh Phật, vân vân. Đó là những cái danh từ diễn bày cái năng lực chánh niệm rực sáng trong tâm thức của mình, là như vậy. Đó là cái hiểu của thầy. Em dựa vào kinh đó thì thầy giải thích như thế, hy vọng có thể giúp được chút đỉnh, còn không giúp được thì thôi chứ biết làm sao giờ, thôi cho đại chúng đi ngủ. Cảm ơn anh gì đó ở trên Facebook hỏi câu hỏi rất rất là quan trọng, rất là quan trọng. À, cảm ơn đại chúng, cảm ơn con Trân Diệu Hương, câu hỏi cũng vô cùng quan trọng. Cảm ơn Trí Dũng, cảm ơn Ngọc Trâm, cảm ơn đại chúng, cảm ơn Chiếu Minh, cảm ơn Dì Dì Hiền nữa, Bảo Vũ nữa, tất cả các vị ở đây và các vị ở trên Facebook, thầy cảm ơn đại chúng luôn luôn có mặt với thầy. Thầy xin tắt ở đây. Con cảm ơn thầy. Con chào thầy, con xin chào lại đại chúng ạ. Đây là hẹn Phật. gặp thầy Chúc đại chúng sau bình ạ. an.